Người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được cát tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tọa minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, dạ cảm ơn hòa nguyệt cho nhật mình biết được tín hiệu. Bài học hôm nay môn học tương ưng bộ samyutta tanika giá bài 1 kinh già kara xuất tăng cái thật sự tốt chương 1 tương ưng chư thiên phẩm già. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài tự siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy. Bài học hôm nay không biết là thượng tọa Nhất Đẳng có cho học cả hai bài không, vì cái bài kinh già chắc ra sức tác, nếu cả hai bài nhờ xin tốt, nếu cả hai bài thì ở trong cái như banner mà cô Nhật Bình MC vừa đọc đó thì thấy chỉ có một bài thôi, cho nên nếu được thì chúng ta phải cả hai bài. Ồ, cô Nhật Bình chỉ thấy có một bài, vì sao vậy? Vậy làm sao chúng ta làm việc được? Dạ, phải kinh già và kinh không già để vậy rồi để hai bài, còn cô Nhật Quỳnh thấy không một bài, làm sao cô đọc được cái bài thứ hai? Nam mô Bổn Thầy, kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, có những điều thật sự tốt đẹp nhưng mà chúng ta lại không biết. Bài kinh hôm nay sẽ đề cập đến cái chỗ đó, khi mà một vị chư thiên hỏi Đức Phật cái gì là tốt đến già, cái gì là tốt kiên trú, cái gì là báu vật của người, và cái gì mà kẻ trộm khó mang đi. Còn bài thứ hai thì cũng tương tự nhưng mà ngược lại,
Cái gì không bị già? Cái gì là tốt trường cửu? Ở đây thì chú ý khi mà cái chữ Adhittita đó, Adhittita mà dịch là trường cửu thì cái chỗ này hơi gượng, và trí tuệ là báu vật của người, phước thì là không có bị kẻ trộm lấy đi. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là ở hai cái ví đầu thôi, nhưng mà chúng ta nhớ trong hai bài kệ này, hai bài kinh này đó, thì lấy bốn pháp tức là giới, đức tin, trí tuệ và phước báo. Thì giới giữ cho đến già là tốt, và giới không có tình trạng là hư cũ, tức là không có già. Đức tin được thiết lập, chữ Patitthita là được thiết lập, được thiết lập là tốt, hay là được an lập. Đức tin được an lập là tốt, mà đức tin được xác định là tốt. Cái chữ Adhittha, Adhittha tí được xác định là tốt. Còn về cái vấn đề trí tuệ là báu vật của, là vật quý, vật báu của người, thì cái đó thì cả hai bài kinh đều đề cập đến. Còn phước á, tức là công đức, phước không bị kẻ cướp đoạt, thì cái này là một điều mà hồi nào đến giờ chúng ta đã từng nghe pháp, đã từng nói đến phước không bị kẻ khác cướp đoạt đó. Thì trong ý nghĩa này được giảng giải, sẽ được giảng giải rộng rãi bởi Thượng tọa Pháp Đăng giảng sư trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh hai bài kinh, chánh văn hai bài kinh, thì sau đó xin cùng thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa này. Nam mô Bổn Thầy. Và dạ, sao thú đành thai chúng con thành kính nhận lễ tri ân ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn ngài bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và dạ, con xin sám hối tại con thấy cái đề bài có một nên con không kéo hết xuống cái email. Và dạ, con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng. Con xin được đọc phần chánh văn. Cái thật sự tốt kinh già cá ra xuất tăng chương một tương ưng chư thiên phẩm già. Đa số chúng sanh đi tầm cầu cái tốt nhất để mua, để thủ đắc, để kỳ vọng nương tựa ở mai sau. Một vị thiên hỏi Phật cái gì tốt nhất trong đời, câu hỏi rất thú vị mà câu trả lời của bậc đại giác có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Vật gì tốt đến già, vật gì tốt kiên trú, vật gì vật báo người, vật gì cướp khó đọt, bản hiệu đính. Cái gì đến già vẫn tốt, cái gì càng vững vàng càng hay, cái gì quý nhất cho người, cái gì khó bị cướp đọt. Thế Tôn, giới là tốt đến già, tính là tốt kiên trú, tuệ vật báo loài người, công đức cướp khó đọt, bản hiệu đính. Giới đến già vẫn tốt, tính càng vững vàng càng hay, tuệ báo vật loài người, phước
không bị chiếm đoạt thức ăn. Bun nhang kore hidu haranti, phước báo không thể lấy đi bởi kẻ trộm cướp. Thích nghĩa, giới đức luôn có giá trị, cho dù người trì giới có già tới đâu, nhưng bậc trưởng lão trì giới luôn là nơi quy ngưỡng của hai giới xuất gia và tại gia. Niềm tin càng vững vàng càng tốt. Không biết chữ này chữ nhân hay chữ như. Như cây đại thụ rễ mọc càng nhiều thì thập phần vững bạc vững đắc. Trí tuệ là vật báo quý nhất của loài người, vì chính sự không khéo hiểu biết khiến đời sống được tốt hơn. Phước là tài sản không bị chiếm đoạt, bởi vì mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, quả lành hay quả dữ do nghiệp trực thì không ai chiếm được của ai, không ai nhận thế được cho ai. Ở đây con thấy có bản dịch giả và cửa nên con mà thấy chữ Bali nên con tưởng hết và con xin sám hối. Kinh Khâm Già Chára Sutta, chương 1, tương ưng chư thiên phẩm già. Kinh văn: vật gì tốt không già, vật gì tốt trường cửu, vật gì vật báo người, vật gì cướp không đoạt, bản hiệu đính. Thế Tôn, giới là tốt không già, tính là tốt trường cửu, tuệ vật báo loài người, công đức cướp, bạn hiểu đính. Và thích chăng, dạ con thấy có bao nhiêu đó thôi trong email của con. Dạ, con dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn, Trường Thọ Giác Đẳng. Dạ, bản kinh văn đến đây theo bài của con đã con thấy có bao nhiêu đó. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nếu con có sai sót gì cũng thỉnh quý ngài chỉ dạy để cho con sửa. Và con kính nhân mệnh đích Thượng Tọa Pháp Đăng. Hello. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Nghĩ rằng cô đọc vậy chắc đủ rồi, bài học này nó có 4 câu thôi chứ nó đâu có nhiều. Này một thể kệ mà. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Dạ, con đang kính lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng. Thượng Tọa Minh Hạnh, để được tệ tri sự nguyên thông cùng với chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô từ nữ, thân chào Phật tử. Thì bữa hôm nay mình học cái bài kinh già, bài kinh không già, cũng là cái bài kệ mà được Đức Phật ngài trả lời và vị chư thiên hỏi. Thì ở trong bài học chúng ta cũng biết đó, thì thường thường mình sống làm người thì mắt mình nhìn thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ, thì mình đi tìm cầu cái gì tốt để mình mua, mình xài, mình gìn giữ như là ngọc ngà châu báu, mình để cho mai hậu. Gần như cái đó là tất cả chúng sanh ai cũng như vậy. Và Đức Phật thì ngài là bậc đại giác và ngài biết những cái còn cao quý hơn. Nên ở trong cái câu hỏi thì cái vị chư thiên hỏi Đức Phật: vật gì tốt đến già, vật gì tốt kiên trú, vật gì vật báo người, vật gì cướp khó đoạt. Đó là cái câu hỏi. Và thường thì chúng ta biết rằng ai sống thì từ trẻ cũng đến già, nhưng mà có cái gì tốt mà trẻ cũng tốt mà già cũng tốt được. Thì thật sự đó thì chúng ta biết rằng cái thân thể chúng ta còn trẻ thì chúng ta còn khỏe, nhưng mà khi già bệnh đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái nguy hiểm, mà nhiều cái chứng bệnh nan y, nhiều cái sự trát xáo trộn trong cơ thể, ăn uống ngủ nghỉ, đi đứng đó, nó sẽ xáo trộn đối với cái tuổi già. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài cho chúng ta biết rằng giới là cái tốt đến già. Thường thường quý vị biết rằng một cái người có giới đó
thì người đó từ lúc mà có giới là người đó trở thành người tốt. Bởi vì cái giới là cái hàng rào để bảo vệ mình không có bị kẻ cướp hay không có người xâm nhập. Thường thường thì chúng ta thấy nói đến nhiều cái câu chuyện, ví dụ mình nghe câu chuyện của trưởng giả Chô Thi Cá có nhiều cái lớp hàng rào và nhiều cái lớp giả xoa trấn giữ. Dù A Xà Thế dù có muốn vào lấy đó thì cũng không lấy được cái của báo mà của ông hoàng Chô Thi Cá. Nói như vậy thì quý vị biết rằng vì một cái sự hiện đó là trưởng giả Chô Thi Cá là người có cái phước báo công đức nên có nhiều cái lớp giả xoa giữ. Cũng như vậy, cái phước báo công đức đó đó là do những cái thiện nghiệp công đức. Bởi vì chúng ta biết rằng mà chúng ta sanh ra làm người đó, là chúng ta được được những cái tốt đẹp đó đều là do những cái nhân. Giống như bây giờ mình hiểu, người ta trồng cam để hưởng quả cam, trồng bưởi, trồng chanh, trồng táo, trồng nho, bất luận là cái vật gì người ta muốn thu hoạch đó, thì người ta phải có trồng để người ta thu hoạch. Thì chúng ta biết giới là cái hàng rào bảo vệ cho chúng ta không có làm những cái tội lỗi. Thường thường chúng ta biết rằng đối với người đời đó thì họ không có thấy được, mà thường Đức Phật gọi là người mù hai con mắt đó. Người mù hai con mắt là muốn nói đến người đã sống đau khổ, nghèo đói, là người đã tiếp tục làm việc ác, đó là người mù hai con mắt. Mù hai con mắt ở đây là không thấy được những cái hạnh phúc hiện tại mà cũng không thấy được những hạnh phúc tương lai. Nhưng một người có giới đó thì người đó đó là có được cái tốt đẹp, cái tốt đẹp từ trẻ đến già, mà chẳng những vậy mà từ kiếp này đến kiếp sau cho đến nhiều kiếp nữa quý vị. Nhiều kiếp cho đến khi mà cái kết quả của chúng ta đến cái sự mệnh chung, chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử. Thường thì chúng ta biết đối với Phật giáo đó thì cái căn bản của người cư sĩ là tam quy và ngũ giới. Tam quy là quy y Phật pháp tăng, ngũ giới là tránh xa hay từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu men rượu nấu. Thì năm cái điều đó đó, và chúng ta cũng biết rằng cái giới mà những cái vùng mà có giới đó, ví dụ chúng ta thấy Bắc Lưu Châu họ có năm giới tự nhiên đó, thì họ có tuổi thọ là 10.000 tuổi. Nên nó thường thường mới nói rằng người Bắc Lưu Châu là người có năm giới tự nhiên, có nghĩa là họ có năm giới đó nên họ có cái tuổi thọ đó nó được như ý như vậy. Còn cái người con người của chúng ta đó ở Nam Thiện Huệ Châu đó thì nó không được như vậy. Tùy theo người, người nào giữ giới đó thì cái người đó nó có được những cái hạnh phúc. Nhưng mà những người mà họ không có giữ giới đó thì họ lại tạo nhiều cái ác nghiệp, rồi họ bị đau khổ. Và cái đau khổ mà Đức Phật này nói, ví dụ như một người không có giữ giới trộm cắp đó, thì kiếp này họ sanh làm người có của đó, họ bị trộm cướp lấy đi, họ bị nước trôi lửa cháy giặc trộm cướp nhà vô xung công, hoặc là người thừa tự phá sản. Như vậy thì do cái tội trộm cướp mà chúng ta thấy vua Ba Xê Na Đí nằm mơ thấy 16 điềm mộng đó. Và đi hỏi Đức Phật, Đức Phật ngài giải thích đó. Ở trong đó chúng ta cũng nói một điều là Đức Phật thì nói về sau này con người đó, con người bị bóc lột, bị vua chúa, có nghĩa là xu cao thế nặng. Điều đó được Đức Phật ngài nói rằng do cái nhân đời trước con người đó làm những cái việc mà gọi là bóc lột người khác, bóc lột người khác, hoặc là chúng ta làm nhiều cái chuyện mà gọi là cân non cân già tráo trở đó, chúng ta làm những cái nghề đó, nên sau khi chúng ta sanh ra một cái xứ sở đó, gặp vua chúa đó, họ làm những cái việc đó đối với chúng ta là chúng ta phải chịu cái khổ. Nhưng mà thường thường những cái người mà có giữ giới đó, ví dụ chúng ta thấy ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói có nhiều người đó họ có cái thiện tâm. Thiện tâm ở đây là cái đời trước của họ đó, đời trước của họ giữ giới quen rồi, nên kiếp này họ sanh lên đó, họ là người không bao giờ dám trộm cắp, hoặc là không bao giờ tà dâm, không bao giờ nói dối. Họ thấy cái chuyện là cái chuyện rất là cực kỳ, giống như là cái người xấu xí,
cái người mà cục tay cục chân vậy, nên họ không có dám sát sanh, trộm cắp, tà dâm hay nói dối. Họ nghĩ những cái điều đó còn tệ hại hơn, tại vì khi mà họ có tu tập ở trong vô lượng kiếp đó thì họ mới biết được cái điều đó, nên họ mới phát nguyện và họ tu tập giữ giới nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều cái thời kỳ, nên bây giờ họ có được những cái mãnh lực như vậy. Chứ thường thường quý vị biết ở đời đó, cái người ở đời mà nói rằng không có trộm cắp hay không sát sanh, không tà dâm, không nói dối, hay là không uống rượu men, rượu nấu đó, là điều đó cực kỳ khó đối với họ, cực kỳ khó. Bởi vì thường thường chúng ta biết rằng á, con người đó do cái thói quen mình gọi là cái thường là cái duyên tốt á, một cái người mà họ đắc chứng đạo quả được đó là họ có cái thói quen tốt, là họ thường giữ giới hay thường bố thí, nên bây giờ họ đắc đạo quả rất là dễ. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói giới nó tốt già, mà đến già thì mình hiểu rằng có thể là từ trẻ đến già, hoặc là từ mình giữ giới từ kiếp này cho đến đến vô lượng kiếp về sau nữa. Hoặc là chúng ta thấy được cái lợi ích của giữ giới, ví dụ chúng ta thấy như là ngài Ubali đó, trong quá khứ thì cúng dường cái tự viện và cúng dường cái hàng rào bao quanh cái tự viện đó, và ngài nguyện ngài trở thành đệ nhất về trì giới ở trong, cho đến khi mà ngài giác ngộ thành thành thánh nhân ở một thời kỳ Đức Phật. Và Đức Phật ngài đã thọ ký đến thời kỳ Đức Phật Gotama đó, thì ngài Ubali sẽ trở thành đệ nhất về trì giới. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhé, vì thấy giới là cái sự tốt đẹp, bởi vì một cái người giữ giới đó, nên bình thường quý vị nghe người ta nói rằng bố thí, nhưng mà vô ý thí đó, đó là mình giữ giới. Ví dụ bố thí là cho người ta ăn thôi, nhưng mà những người mà họ giữ giới ban cho đời cái sự bình an. Ở đời nếu mà chúng ta ở trong nhà chúng ta đó, nếu mà chúng ta có con cái mà nó giữ giới không trộm cắp đó, thì chúng ta không có sợ hãi. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà trong nhà chúng ta mà có con cái mà trộm cắp đó, thì đó là cực kỳ đau khổ đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đối với bất luận là đối với ai. Bởi vì cái thường thường chúng ta biết một người họ trộm cắp trong nhà chúng ta đó, người ta nói rằng giặt ở ngoài dễ kiểm soát, nhưng giặt trong nhà khó kiểm soát. Thì cũng giống như vậy, cái ngạn trộm ở ngoài đó, họ đến nhà mình đó thì mình có thể coi họ đến, họ dò xét đó, mình có thể biết được để mình ngăn chặn cái người người ăn trộm đó bằng cách này cách kia. Nhưng mà cái người trong nhà chúng ta bạn trộm đó, thì chúng ta lại không có thể nào làm được cái chuyện đó. Nên nó thường thường đó, chúng ta thấy cha mẹ nào mà có con mà ăn trộm cắp đó, thì cha mẹ nó nghèo nghèo mạt, cái không có thể nào khá nổi. Nên thường thường đó, Đức Phật nói rằng một cái người mà giữ giới, nên chúng ta thấy đối với những cái vị sa môn bà la môn là những người có giới, có định, có tuệ. Nên sa môn bà la môn là những cái vị mà được chư thiên trời người đảnh lễ là như vậy. Thì Đức Phật nói rằng giữ giới là mình không làm tổn thương ai hết, không làm tổn thương ai, và làm lợi ích cho mình, cho người, cho đời này đời sau. Còn một người mà khi họ trộm cướp đó, họ làm khổ cho mình, cho người, cho đời này đời sau, có nghĩa là họ trộm cướp đó, là vì họ lười biếng, vì họ lười biếng nên họ không có chịu làm ăn, nên họ đói nghèo rồi họ đi trộm cướp. Và khi họ trộm cướp như vậy đó là họ dùng cái tài sản trộm cướp của họ đó để họ ăn xài. Nhưng mà những người mà trộm cướp thì quý vị thấy họ trộm cướp hoài ha. Thường thường những người trộm cướp là họ trộm cướp hoài. Tại thường thường quý vị thấy ở ngoài đời cái người nào mà họ không giữ giới trộm cướp được á là những người đó, những người lười biếng. Những người lười biếng họ ở nhà họ ăn, khi mà hết ăn thì họ đi ăn trộm cướp. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy cái xứ sở nào những cái người ta siêng năng thì chúng ta sẽ không thấy trộm cướp. Nhưng mà những người mà những cái xứ sở nào chúng ta thấy cái người nhiều người ăn làm biếng đó, nên thường thường Đức Phật ngày mới trả lời cái gì là tổn hại đó. Đức Phật ngày nói rằng mặt trời lên mà mình còn ngủ, mình qua lại với vợ người, mình uống rượu men, rượu nấu, như vậy đó là những cái sự đọa lạc. Tại thường thường những người mà mặt trời mọc lên cao mà còn ngủ, như vậy là những người lười biếng. Mà những người lười biếng như vậy chỉ đang trộm cướp thôi, hoặc là gian díu với vợ người, hoặc là ưa thích rượu men, rượu nấu. Thì chúng ta biết rằng hễ mà cái người mà nghiện ngập á, thì những người đó làm gì có tiền để mà xài. Và thường thường chúng ta thấy như ở đời mà cái người nghiện ngập á, nên hôm trước chúng tôi thấy ở trên đài nó có nói một cái giống dân ở Việt Nam mà
họ uống rượu một ngày là họ uống rượu ba bốn lần, một lần dỗ họ uống cả một lít vậy. Nên những cái người đó họ chết rất là sớm và họ nghèo đến nỗi mà nhà không có gì, ở trong nhà họ không có cái gì để mà ăn hết. Nhưng mà họ có cái gì ăn là họ đi bán để họ mua rượu họ uống. Mình nghe như vậy thì mình biết những cái người này là họ không có thế nào mà giàu được rồi. Tại thường thường những cái người mà họ uống rượu cũng vậy, mà khi họ nghiện ngập quá rồi đó thì họ không còn sức khỏe nữa. Mà chúng ta biết hiện giờ đó là rượu đó đa số làm bằng cồn công nghiệp không à. Uống rồi trái phổi, trái gan, suy thận, suy tim. Mà những cái người bây giờ mà họ, người nào mà chúng ta nghe nó nghiện rượu là mình thấy người đó có nhiều tiêu rồi. Còn những người mà từ bỏ uống rượu á, mình gọi là có giới đó. Nên thường thường quý vị biết rằng cái thể người nào mà hãy có giới là mình thấy họ tốt rồi. Họ không sát sanh, không trộm cắp, không tại dâm, không nói dối, không uống rượu đó. Thì dù là họ còn nhỏ đó, người ta cũng vẫn quý họ. Tại vì bản chất của họ có giới, họ ban cho đời cái sự bình an. Nên thường thường chúng ta thấy tài thí, pháp thí và vô quý thí đó. Tài thí là mình bố thí, nhưng mà pháp thí là mình bố thí pháp, nhưng mà vô quý thí là mình giữ giới. Mà hễ một cái người giữ giới á, là người đó tốt, mà người đó tới đâu á, người ta cũng không sợ hết. Nên thường thường quý vị thấy một cái người trộm cắp á, họ tới đâu ai cũng sợ họ hết á. Nhưng mà những người không trộm cắp á, thì họ tới đâu á, người ta cũng không sợ họ. Tại vì họ tới nhà mình á, họ không bao giờ trộm cắp. Họ muốn thì họ xin chứ họ không trộm. Nên những cái người đó đó sẽ ban cho đi tới đâu rồi người ta cũng thích hết á. Những cái người mà giữ giới đi tới đâu người ta cũng thích. Nhưng mà những người trộm cắp thì đi tới đâu người ta cũng sợ. Tại cái bản chất trộm cắp là cái bản chất mà Đức Phật Ngài nói đó. Ví dụ như Ngài dạy, ví dụ như một cái người mà mình nghĩ coi mình có cái của đó, người ta lấy của mình thì mình đau khổ không? Thì ông Bà La Môn đúng không? Đức Phật Ngài hỏi vậy chứ, này Bà La Môn vậy chứ, ông có của vàng bạc được người ta lấy của ông đau khổ không? Thì ông Bà La Môn nói rằng con đau khổ nhiều, cái con phải quyên sinh tự giận chết vì mất của. Thì Đức Phật Ngài nói cũng vậy, khi mà mình nghĩ cái đau khổ đó nên mình không bao giờ trộm cắp. Tại vì mình có của mà người ta lấy của mình thì mình đau khổ. Thì bây giờ mình lấy của người ta cũng đau khổ như vậy. Nên những cái người hiền trí đó suy nghĩ rằng mình không làm như vậy là không làm đau khổ cho người khác, mình sẽ không bị cái hậu quả đau khổ, nghèo đói trong tương lai. Và chúng ta biết rằng á, bởi vì Phật giáo á, nên thường thường chúng ta nói cái gì á, chúng ta có một điểm mà từ ngày chúng ta bước vào chùa, chúng ta tu hành rồi, chúng ta nói nhiều khi đó, chúng tôi tin một người Phật tử hơn là tin anh em của mình nữa. Chúng tôi nói như vậy. Có nhiều người hỏi chúng tôi, ở sao sẽ nói như vậy? Tại vì một cái người Phật tử là không bao giờ trộm cắp. Anh em của mình nhiều khi họ vẫn trộm cắp. Chứ còn một cái người Phật tử họ giữ giới là họ không bao giờ trộm cắp. Nên cái quý của giới đó là như vậy đó. Nên thường thường quý vị thấy ở trong cái đường tu đó, chư tăng sống chung với nhau đó, dù là ở tứ xứ nhưng mà tới gọi là giới hòa. Giới hòa có nghĩa là người nào cũng giữ giới hết á, nên họ sống họ hòa thuận với nhau, họ không làm khổ nhau. Nên thường thường quý vị thấy cuộc đời của tu sĩ đó, lục hòa, có giới hòa, kiến hòa, khẩu hòa, thân hòa, lợi hòa. Những cái đó được Đức Phật nói rằng lợi hòa là chia đủ trong chùa, chứ tăng ăn thì người nào cũng ăn hết. Nhưng mà giới hòa là người nào cũng phải có dư giới hết á, thì mới hòa thuận với nhau được. Chứ còn một người mà họ sống trộm cắp với một người dưới trong một cái đoàn thể không có trộm cắp á, thì cái người trộm cắp đó họ làm cho cả một cái đạo tràng giữ giới, con trộm cắp sẽ đau khổ. Vì họ ăn cắp của người này làm cho người này nghi người kia nghi người nọ. Nên những cái người trộm cắp là những người đó. Và quý vị biết rằng nhiều khi mình thấy, mình nói như Nhật Bản vậy đó, một cái người mà trộm cắp là họ chặt tay như vậy. Nên những cái người Nhật Bản, mình thấy cái dân Nhật Bản gần như là họ có những cái tự trọng rất là cao. Nên họ không bao giờ mà họ trộm cắp. Nói như vậy để mình hiểu rằng cũng có trộm cắp, nhưng mà cái số trộm cắp là cái số mà nó xấu xa tồi tệ thôi, chứ còn đa số là những cái người họ không bao giờ trộm cắp. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái trận sóng thần động đất như vậy đó, nhưng mà họ không có trộm cắp, họ không bao giờ vô trong cửa hàng giật giọc. Còn nhiều khi chúng ta thấy nhiều cái nước văn minh giàu có, nhưng mà hễ mà có loạn lạc chút xíu là họ trộm cắp, họ giật giọc, họ làm thấy rất kinh khủng. Và chúng ta cũng thấy mỗi lần mà có một cái chuyện gì xảy ra đó,
những cái người mà họ trộm cắp đó, là họ thừa cơ hội người ta đi đó, họ đi theo để ở vô họ trộm cắp hôi của, làm cho bao nhiêu người họ khóc lóc đó. Mình thấy có nhiều khi mình coi qua những cái tin ở thế giới đó, mình thấy có nhiều lúc mà những cái người buôn bán họ đứng họ khóc vì những cái người kia họ vô họ hôi của họ, nghĩa là họ cướp ấy. Nên những người này họ đứng họ bất lực họ khóc thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng một cái người mà giữ giới ấy, là cái người đó từ lúc mình giữ giới cho đến đến càng về sau mình càng tốt. Nên giới nó tốt đến già như vậy. Bởi giới là cái gì ngăn ngừa những cái tội lỗi, nên một cái người nào mà giữ giới là người đó từ đó cho đi đó là không có tội lỗi nữa. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng một người Phật tử tại sao không có đọa và đọa xứ, tại vì một cái người Phật tử khi mà họ quy y Tam Bảo, họ giữ ngũ giới á, nên họ không sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng những ai quy y Phật á, là quy y Đức Phật và tin Đức Phật ngày thuyết giảng, nên những cái người đó họ giữ năm giới nên họ sanh lên cõi trời, họ không sanh vào địa ngục là như vậy. Nên thường thường chúng ta thấy rằng giới là tốt đến già là như vậy. Nên thường thường bất luận là chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện những tên cướp, nhưng mà như là mẹ của ngài Sâu Ná của Lý Quý Xá đó, bị 500 tên cướp vào cướp của, nhưng mà vì những cái tên cướp thì có duyên, khi mà nghe mẹ của Sâu Ná nói pháp là quý hơn, nên cái tên tướng cướp vào nghe pháp và thấy đúng là cái tội, cái hành động tội lỗi của mình. Và từ đó trở đi đó, những cái tên cướp này đã ra và từ bỏ trộm cướp, và sau này cũng trở thành thánh nhân. Nên thường thường quý vị thấy rằng đạo Phật là một cái đạo vi diệu, là cải hóa những cái tên trộm cắp, mà từ bỏ trộm cắp thì nghĩ cái nhân quả và nghĩ rằng mình giữ giới là mình tốt đến già. Cái gì đó càng vững thì càng hay. Thì Đức Phật nói rằng tính là cái tốt kiên trú. Bởi thường thường quý vị biết rằng đức tin đó là cái hạt giống, hay là đức tin là một cái vật rất là tốt. Bởi vì nó tính là cái tốt kiên trú, bởi vì cái đó là một, bởi vì chúng ta tính thấy tính quyền tính lực đó, để rồi đắc được đạo quả. Bởi vì một cái người muốn đắc đạo quả thì có bốn niệm xứ, bốn chánh cần, thì bốn như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo. Thì muốn có bát thánh đạo là chánh kiến hay chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, hay là thất giác chi là tịnh định xả, hay là niệm giác chi tập tác giác chi. Nhưng mà khởi đầu phải có tính tấn niệm định tuệ, phải có cái ngũ quyền ngũ lực. Như vậy thì quý vị biết rằng ngũ quyền ngũ lực là cái sức mạnh để có thể thành đạt được bảy giác chi hoặc là bát thánh đạo. Nên trong bốn niệm xứ là mình hành trì, nhưng mà bốn chánh cần, bốn nhĩ tuệ là ngũ căn ngũ lực. Ngũ lực ngũ căn thì chúng ta đều thấy có tính căn, tính căn và tính lực. Bởi vì cái tính là một cái lòng tin, một cái lòng tin mà tin nhân quả. Bởi thường thường quý vị thấy rằng Đức Phật nói ở đời đó, cái người có lòng tin đó, tin Phật là cái Phật, Đức Phật là bậc giác ngộ. Tin pháp của Đức Phật đó, thì Đức Phật là thuyết pháp có pháp đen pháp trắng, pháp thiện pháp bất thiện. Tin chư tăng là hành trì theo để giác ngộ giống như Đức Phật. Và chư tăng hành trì đó, thì loại bỏ những cái ác pháp, tu tập những cái thiện pháp. Và chúng ta tin nhân quả. Bởi vì cái người tin nhân quả là một cái đức tin đặc biệt quý vị. Bởi vì Phật pháp tăng và tin nhân quả là tin đặc biệt. Và cái lòng tin đó là giống như một cái cây mà nó càng bự thì nó phải còn cái rễ nó rất là nhiều. Thì cái lòng tin nó giống như rễ nó ăn vào trong lòng đất. Bởi vì thường thường quý vị thấy một người họ sống dưới lối xóm đó, mình cũng xây dựng lòng tin dưới lối xóm. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà họ sống xung quanh lối xóm họ trộm cắp đó, là không có ai tin người này hết. Thì Đức Phật này cũng nói như vậy, khi một người sống mà họ không có trộm cắp á, là họ có lòng tin. Mà hãy có lòng tin như vậy đó thì họ vững vàng, họ giống như là cái cây mà nó đâm xuống lòng đất, càng sâu rễ càng dài thì cái cây nó càng vững vàng. Thì một cái người có lòng tin á, thì bất luận là mình đâu, mình sống ở đâu đó cũng vững vàng hết, bởi vì mình tin nhân tin quả. Bởi vì tin nhân tin quả là một cái đức tin mà Đức Phật gọi là đặc biệt. Bởi vì tính là một sở hữu tịnh hảo. Chúng ta thấy rằng những cái sở hữu này, họ tịnh hảo mà sanh khởi đầu tiên đó, là chúng ta thấy một tính, hai niệm, ba tàm, bốn quý, năm vô tham, sáu vô sân, bảy hành xả.
là tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, vô thân, vô tâm, đức thân, đức tâm, tuần thân, tâm, chánh thân, vô tâm. Thì 19 cái sở hữu tịnh hảo này đó, thì chúng ta thấy sở hữu tức là cái sở hữu đầu tiên. Và chúng ta thấy ba loại Bồ Tát thành Phật đó, thì Bồ Tát tu hạnh tinh tấn, Bồ Tát tu hạnh đức tin, và Bồ Tát tu hạnh trí tuệ. Nên đó, một người mà có cái tính đó, là có cái chủng tử của Phật, của bậc đại giác. Bởi vì cái bậc đại giác tu hạnh đức tin, như là Đức Phật Mét Đi Giá, Đức Phật Di Lạc sau này đó, ngài đặc thù cái hạnh đức tin. Như vậy đó, thì một cái người mà có lòng tin đó, là người đó, đó có cái chủng tử của Phật, của Phật. Nên cái lòng tin đó là giống như cái cổ thụ mà có cái rễ nó bám kiên cố. Một cái người có lòng tin đó là cái sự kiên cố. Bởi lòng tin này á, nó trở thành thánh tính á, quý vị thấy cũng như ông Sắc Bá Bút Thá, ông Thiện Giác Cùi đó. Ông nghe pháp rồi ông thành tựu đạo quả rồi đó, thì ma vương mới hiện ra nói ông Sắc Bá Bút Thá, ông tuyên bố ông bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, ta sẽ trị bệnh cùi cho ông, ta sẽ cho ông của cả châu báu này kia nọ, ta sẽ cho ông làm vua là chúa. Thì ông Sắc Bá Bút Thá ông mới nói rằng ông không phải là Phật, ông là ma dương gì chứ Phật không bao giờ hai lời. Và tôi nghe pháp của Đức Phật đó, tôi có lòng tin với bậc đại giác. Đức Phật này thuyết pháp đó, pháp có sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa kiện còn cụ túc mà. Nên đó, lúc bây giờ ông Sắc Bá Bút Thá là ông cùi như vậy, nhưng mà ma vương hiện ra nói ông cũng không bao giờ tin hết á. Nên thường thường quý vị thấy là một cái vị thánh của đồ quần đó, là lòng tin bất động, bất động đối với Phật, không có ai còn lay chuyển cái lòng tin của vị thánh tu đồ quần được. Như vậy á, thì quý vị biết rằng cái tính á, là một cái chủng tử của bậc đại giác. Nên người nào có lòng tin á, là cái cội rễ ở trong trong cái thiện pháp, cái cội rễ để thành Phật. Mà hễ cái người nào mà không có lòng tin á, ví dụ chúng ta thấy một cái người sống mà họ không có lòng tin với chúng ta đó, thì bất cứ cái gì mà chúng ta nói đó họ cũng nghi ngờ hết. Nhưng mà khi mình sống mình có một cái lòng tin với người đó rồi đó, thì mình lại khác quý vị. Mà cái người mà họ sống á, mà họ không có lòng tin với mình á, thì chắc chắn rằng mình cũng sẽ rất là ngán ngẩm đối với họ. Mà mình sống mình không có lòng tin với người đó thì mình cũng xa người đó thôi, là nó cũng rất là ngán ngẩm. Bởi vì cái lòng tin á, làm cho cái tình bằng hữu á, nó liên kết lẫn nhau. Cũng như là vợ chồng mà không tin nhau thì trước sau gì cũng ly dị thôi. Cũng giống như vậy quý vị, cái tính á, là một cái chủng tử của bậc đại giác là như vậy. Và cái tính á, cái lòng tin á, bởi vì thường thường quý vị thấy chúng tôi cũng có lần chúng tôi nói quý vị thấy như một cái người đi học là đi học nghề vậy đó. Mình đi học nghề gì, bất luận là đi học nghề gì, nhưng mà mình đi học nghề đó, mình phải có lòng tin, mình phải có lòng tin với cái đó, rồi mình phải có chân thật. Mình học mình hiểu, mình nói hiểu, không hiểu nó không hiểu, biết nó biết, không biết nó không biết, biết nó không biết thì nó không biết, biết nó biết. Như vậy mình phải có chân thật, rồi mình phải có gì, có siêng năng. Siêng năng là một cái người mà một cái người học trò đó, muốn thành đạt là phải có siêng năng, phải thức khuya dậy sớm, phải cần mẫn, phải suy tư, phải siêng năng thực hành đó, thì cái người đó nó mới học được cái nghề. Và cái người đi học nghề cũng phải có cái trí tuệ thông minh, phải biết được, phải lanh lợi ở trong cái sự ứng xử thì người đó mới học được cái nghề. Nên thường thường quý vị thấy một cái người đi học nghề mà không có những cái phẩm chất này đó thì cũng không được. Thậm chí đến Đức Phật nói một cái người buôn bán đó không có cái phẩm chất đức tin đó, mình xây dựng cái thương hiệu của mình trên đức tin, mà nếu mà mình không xây dựng cái thương hiệu mình trên đức tin đó, mình có nói cái gì người ta cũng không có tin mình đó. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều cái quốc gia đó, người ta nói người ta không, dân không có tin, dân không tin, tại vì cái người lãnh đạo không có cái lòng tin đối với dân. Nên cái người đó họ xạo nhiều quá đi, họ múa môi múa mép nhiều quá, nên bây giờ người ta không có thể nào tin cái người đó. Nên thường thường quý vị thấy rằng người ta nói là một lần thất tín vạn lần không tin, thật sự là như vậy. Khi mà mình thất tín với người ta sẽ không tin mình. Như vậy á, thì cái đức tin á, là cái sở hữu tịnh hảo, mà hễ cái tâm thiện nào á, phải cũng có cái sở hữu tịnh hảo hết á.
chính cái sở hữu tịnh hảo này nó làm cho cái tâm tốt đẹp, và người có lòng tin đó là người đó làm cho cái con người mình tốt đẹp. À, bởi vì làm cho mình đó, giống như là cái cây mà có rễ nó sâu và nó giữ được cái cây kiên cố, dù gió mưa bão bùng gì nó cũng không làm lật đổ cái cây được, vì cái cây nó có cái gốc rễ rất là kiên cố. Thì người sống mà có lòng tin đó, tin Đức Phật là bậc đại giác. Đại giác là gì? Đức Phật ngài đã giác ngộ tất cả các pháp thiện ác. À, và Đức Phật ngài có bi đức, trí đức và tịnh đức. À, Đức Phật ngài có 10 Như Lai lực, những cái vô sở quý, ngài có những cái pháp như vậy, đó là tinh Phật. Tinh pháp là pháp của Đức Phật, có pháp đen, pháp trắng. À, pháp có pháp hướng thượng và pháp hướng hạ. À, pháp mà làm cho mình trong sạch, pháp làm cho mình ô nhiễm. À, cái đó là tà pháp. Nên từ từ mình học trong bản ví dụ pháp đó, mình thấy tâm thì cũng có tâm thiện, tâm bất thiện, sở hữu thì cũng có sở hữu tịnh hảo, sở hữu bất thiện. À, như vậy hễ mà cái tâm bất thiện á, thì nó có sở hữu bất thiện. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà có cái tâm bất thiện là có cái nghiệp bất thiện, có cái nghiệp bất thiện á, là có cái cảnh giới đau khổ tái sanh thôi. À, bởi vì cái nghiệp bất thiện á, là cái tâm bất thiện, mà cái tâm bất thiện á, là cái quả bất thiện, cái quả bất thiện thì cho sanh vô cái sự đau khổ thôi. À, chứ không thể nào sanh vô cõi lành được. Và cái sở hữu tính là một cái sở hữu đầu tiên trong sở hữu tịnh não. Mình hãy cứ học ở ví dụ pháp, mình thấy một tính, hai niệm, ba tàm, bốn quý, năm vô tham, sáu vô sân. À, tính là cái sở hữu đầu tiên và cũng là cái chủng tử của một vị Phật tổ. À, nên một cái người có lòng tin là có chủng tử của sự giác ngộ là như vậy. Rồi Đức Phật nói tuệ là cái vật báo của loài người. À, Đức Phật lại nói như vậy tại sao? Vì thường thường mình thấy Đức Phật tu hạnh tinh tấn, đức tin và trí tuệ. Và cái hạnh tu trí tuệ là cái hạnh tu mau thành Phật nhất. À, chỉ cần bốn A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. À, mình gọi chung á, chín A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, bảy A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, bốn A Tăng Kỳ được thọ ký. À, như vậy á, thì cái thời gian mà bốn A Tăng Kỳ đó được thọ ký đó là được một chư Phật thọ ký với cái hạnh tu trí tuệ. Còn cái người mà tu cái hạnh đức tin là gấp đôi cái người tu hạnh trí tuệ. Như vậy á, thì Đức Phật nói là cái trí tuệ đó là vật báo của loài người. Bởi thường thường quý vị thấy vua chúa, nhưng mà mình có ông thầy của vua lần. À, ông thầy của vua đó là vị đó dạy cho vua. À, tuy rằng làm vua như vậy là có uy quyền thế lực, nhưng mà cái người là có trí tuệ nên được làm thầy của vua. À, nên thường thường quý vị thấy ở đời đó, bác các vị nguyên thủ đó còn nhỏ cũng phải đi học, và cái vị thầy đó dạy cho cái vị nguyên thủ quốc gia này lúc còn nhỏ đó học, bây giờ làm vua chúa nhưng mà vẫn tôn kính người thầy, và người thầy có cái trí tuệ. Nên thường thường một cái người có trí tuệ đó là cái trí tuệ là bởi Đức Phật đấy, sức mạnh của trí tuệ đó. Một người có sức mạnh trí tuệ là hãy ai hỏi cái gì mình cũng biết hết, biết thiện biết ác, biết làm như thế nào làm người tốt, làm như thế nào làm người xấu. Và cái trí tuệ đó nó giống như cái lưỡi của cái cây đao, nó có thể chặt đứt cái này cái đi kia, mà cái trí tuệ nó có khả năng để chặt đứt phiền não, chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử. Nên thường thường quý vị cũng thấy mình làm phước mà có cái tâm thiện hợp trí đó, nó mới cho mình tái sanh làm người tam, và người tam nhân mới chứng thiền, chứng đắc đạo quả được. Còn nếu mà người mà làm phước mà thiếu trí đó, thì tục sinh làm người nhị nhân á, thì không có cái trí tục sinh đó, mình không có thể nào chứng thiền, chứng đắc đạo quả được. Như vậy á, thì chứng đắc đạo quả hay là thần thông thắng trí đó phải là người có trí. Như vậy á, Đức Phật nói cái trí tuệ là cái Phật báo, cái trí tuệ là Phật báo. Bởi thường thường mình nói thần thông mà động thổ, trồi lên, đi trên đất liền, đi trên hư không thì cái nọ, không đứng ở trên hư không, không rớt xuống, hoặc là đi trên nước không chìm. Thì mình thấy rằng cái đó là một cái gì đó là người ta tôn vinh mình. Nhưng mà Đức Phật đã tuyên bố là người có trí thì tu thiền mới chứng được cái thần thông này. Chứ còn nếu mà người thiếu trí đó thì không có được, không có được. Không có trí, bỏ trí đó thì không có thể nào chứng đắc được thiền định thần thông thắng trí, và không có chứng được đạo quả niết bàn. Nên thường thường mình nói rằng cái trí mình phân biệt đó, cái trí tại sao là gọi là Đức Phật gọi là vật báo, tại vì cái trí nó chấm dứt luân hồi sanh tử được, nó chập cũng được vô minh, nó cắt đứt được tham ái, cái trí tuệ nó cắt đứt tham ái và nó chấm dứt được vô minh là như vậy. Nên một cái người mà tục sinh á, mà có trí đó
Thì điều đó là bởi vì thường quý vị thấy ở trong giáo pháp của Đức Phật rất là đặc biệt. Những cái vị mà họ họ mà thực sinh có trí đó, và họ có phước báo đầy đủ đó, đắc chứng đạo quả rất là dễ. Chúng ta thấy như là Sa Di, Xuất Khá, Banita, hoặc là Săn Chích Chá, Số Ma Ná đồ này, chỉ mới có 7 tuổi thôi mà đắc được đạo quả. Và Đức Phật ngày tuyên bố đây là bậc trưởng lão. Một đứa bé có 7 tuổi thôi mà Đức Phật ngày tuyên bố là vị trưởng lão. Vậy trưởng lão thì được người ta lễ kính đó, quý vị. Trưởng lão có nghĩa là được sự tôn kính của mọi người, được sự hộ độ cúng dường của mọi người. Và Đức Phật ngày nói một cái vị Sa Di mà đắc chứng được đạo quả đó, thì Đức Phật gọi là vị trưởng lão, là vị có cái tuệ cụ túc. Bởi chúng ta biết cái giới cụ túc, rồi cái định cụ túc và tuệ cụ túc đó là vị A-la-hán thì mới có tuệ cụ túc. Và một người mà có cái tuệ đó mới tu được. Một cái người có tuệ đó thấy được cái tội lỗi. Nên thường thường quý vị thấy đắc chánh đạo đó, tại sao gọi chánh kiến đi đầu? Vì chánh kiến đó để thấy được cái tà kiến, để loại bỏ được cái tà kiến. Bởi vì cái người thấy đó, nên thường thường quý vị thấy một người biết chữ đó, mới viết bài được. Chứ cái người ngu đó, thì họ không có thể nào biết chữ và không có thể nào viết bài được. Một cái người ở trên đời này mà tránh xa được tội đó là phải là người thông minh mới tránh tội được. Còn cái người ngu dốt thì họ không có thể nào tránh tội được như vậy. Chính vì như vậy á, nên cái người có trí tuệ đó phân biệt được thiện ác, nên mới gọi là chánh kiến. Chánh kiến nó có cái thấy được cái tà kiến, thấy được cái tà kiến là sai lầm, là tội lỗi. Chánh kiến là thấy được cái sự sạch tốt đẹp, thấy được cái sự lợi ích của cái trí tuệ, thấy được cái sự lợi ích của cái sự minh mẫn. Bình thường như thấy ở đời một cái người mà những cái câu chuyện của Đức Bồ Tát lúc mà tái sanh trong lập vòng luân hồi đó, có nhiều lúc mà ngài tái sanh ngài còn nhỏ xíu thôi, nhưng mà ngài rất là thông minh. Trên gương mặt của ngài đó là có một cái mặt trăng ở trên gương mặt, có một cái mặt trăng. Người lúc bấy giờ nói ngài là bậc rất là thông thái, thì tượng trưng cho cái trí tuệ đó. Một cái người mà tu tập đó, nhiều kiếp, bởi vì Đức Bồ Tát ngài tu cái hạnh trí tuệ nhiều kiếp đó, ngài còn nhỏ nhưng mà ngài rất là thông minh, ngài xử án đó, được thần dân quý kính ngài, được bao nhiêu người trí thức đó, nể phục ngài, vì ngài có trí, ngài thấy được, biết được rõ ràng, không có sai chạy. Như vậy thì chúng ta hiểu cái trí tuệ là cái điều gì mang lại cho cái sự giác ngộ giải thoát, mang lại cái sự từ bỏ những cái tội lỗi. Bởi vì cái người ngu họ mới làm tội, còn cái người trí đó là họ thấy cái tội và họ bỏ cái điều làm xấu, vì họ có trí họ mới bỏ được cái điều đó, vì họ thấy được cái sự luân hồi là đau khổ nên họ có trí tuệ, họ mới chứng ngộ niết bàn. Thì chúng ta cũng thấy ở trong bài 40 đại pháp, Đức Phật này chánh kiến đưa đến sanh y và chánh kiến đến đạo chi đó. Chánh kiến là sở hữu trí tuệ đúng không chị? Đưa đến sanh y là đưa đến trời người tái sanh vào cao quý, sát lị đại phú, hoài la môn đại phú, gia chủ đại phú, chư thiên đại thần lực. Còn chánh kiến mà đưa đến đến đạo chi là muốn nói đến đặc chứng sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, trở thành vị a la hán. Như vậy á, Đức Phật nói rằng cái trí tuệ là cái vật báo. Thường thường quý vị nghĩ ngọc ngà châu báu là vật báo, nhưng mà ngọc ngà châu báu nó không có giải quyết được vấn đề đâu quý vị. Ví dụ mình thấy một cái người thông minh đó, ai hỏi mình tới mình giải quyết vấn đề, mình nhìn thấy mình làm cái gì. Còn cái người họ có cái cục ngọc nhưng mà họ cũng không có thể nào giải quyết được vấn đề gì hết á, họ cũng không thể nào làm được cái bài toán, hay là họ không có thể nào sắp xếp được công việc. Mà cái người có trí tuệ thì họ sắp xếp được công việc, họ làm công việc đó, họ có thể mua được ngọc ngà châu báu rất là dễ và rất là nhiều. Nên thường thường quý vị thấy ở đời có nhiều người họ thông minh đó, họ tạo ra cái tài sản rất là nhiều như vậy, họ trở thành người cao quý. Và phước không chiếm đoạt được. Chúng ta thấy phước không chiếm đoạt được là gì? Chúng tôi nói giống như câu chuyện hồi nãy chúng tôi nói về tưởng giả Chô Trí Cá vậy đó. Có 7 cái lớp dạ xoa bảo vệ cái cung điện của mình, nên vua A Xà Thế không có chiếm đoạt được. Và đây á, phước báo trong quá khứ đó, cái vị tưởng giả này đã làm và nguyện á,
từ đây cho đi trong vòng luân hồi tôi cho thì người ta mới lấy được, tôi không cho thì không có ai có thể lấy được hết. Và khiến cho kiếp này đó vua A Xà Thế không có thể nào lấy được cái bảo điện của vị trưởng giả này. Chính cái vị trưởng giả này là một cái người có cái phước, mà phước thì chúng ta biết là không có ai chiếm đoạt được hết, không bị nước trôi lửa cháy giặc động cướp nhà vua xung công, hoặc là không bị vua chúa tịch thâu, không bị sóng thần động đất, không bị nguyên tử gì đó, nó không có thể nào làm gì được cái phước của mình hết á. Tại vì phước của mình đó, Đức Phật nói giống như bóng không rời hình vậy đó. Quý vị nghe bài kệ số 1, số 2 đó. Mano bút băng cái ma tham ma mano sẽ tham mano ma gia đó mano sa che bát sanh nên ná bát sát thi qua cá rô thi qua ta tô năng số khả mang về tí cha gia qua á nó bài ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh mới lên hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Cái phước báo giống như bóng nó không có rời hình quý vị. Bởi vì cái quý vị thấy Đức Phật á, Đức Bồ Tát mà người ngồi dưới Bồ đề đó, ngồi dưới cái gốc Bồ đề đó, ma vương tới giành cái bồ đoàn, thì Đức Phật nói là bồ đoàn là tiền thân trước, ba la mật là phước của ta. Cái nghĩa là ngài nói như vậy mà đất trời rung động luôn. Có nghĩa là chứng minh cho lời nói của Đức Bồ Tát đó, là cái bồ đoàn là cái sự bố thí ba la mật từ kiếp trước mà nó hiện ra cái bồ đoàn này để cho ngài ngồi, để ngài ngồi, ngài thành Phật, không có thể nào ai chiếm đoạt cái bồ đoàn này. Như vậy thì phước báo đó, chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà muốn chứng đắc đạo quả, muốn thành tựu được đại giác đó như Đức Phật đó, thì ngài cũng tạo những cái phước báo công đức, nên ma vương nó không có làm gì được Đức Phật, không có cái sự nào cản trở được đối với người đó. Mà chúng tôi cũng thích ở trong cái bộ bút của Lão Ba Nhã Tý gọi là người kiếp trụ đó, người mà gọi là người kiếp trụ là người đó phải đắc chứng đạo quả đó, thì không ai có thể giết được người này chết hết. Người đó phải chứng đắc được được đạo quả rồi người ta mới chết. Thì lúc đó người ta có thể như là một cái chuyện gì đó, quả tai lũ lụt sóng thần động đất gì đó mới có thể đến. Còn người đó mà chưa có đắc chứng đạo quả thì chuyện này chuyện kia cũng đưa đẩy người đó đi ra khỏi cái trú xứ đó. Chứ người đó không thể nào chết được, không ai có thể hại chết, trời đất không có thể làm cho người đó chết được. Phải khi người đó đắc chứng đạo quả là người đó mới chết được, nên gọi là người kiếp trụ đó quý vị. Như vậy thì quý vị biết rằng cái phước báo công đức đó, nó làm cho mình vượt khỏi tất cả những cái sự khổ đau. Khổ đau, ví dụ chúng tôi nói quý vị một cái người là kiếp trụ là người đủ duyên đắc chứng đạo quả đó, thì động đất sóng thần hoặc là đao kiếm gì cũng không có thể nào hại chết cái người đó được hết. Bởi vì cái người đó là người hữu phần mà, người đó là người hữu phước, người đó phải đắc chứng đạo quả, nên không có thể ai hại người được người đó. Chứ như vậy thì cái người mà kiện toàn cái phước báo công đức mà viên mãn đó, nghĩa là cái phước báo đó nó sẽ không có một cái loại nào mà chiếm đoạt được. Thường thường quý vị cũng biết đó, ví dụ như mình làm cái tâm mình làm thiện đó, thì cái động lực thứ nhất nó cho ra cái hiện báo nghiệp, cái động lực thứ bảy nó cho ra sanh báo nghiệp, còn năm động lực giữa cho ra hậu báo nghiệp. Mà chúng ta biết hậu báo nghiệp đó, nó theo chúng ta từ cái lúc mà chúng ta làm đến lúc mà chúng ta chứng ngộ niết bàn luôn. Nó có khả năng nó chảy như vậy. Thì chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Phật ngày bố thí cho bầy khỉ một thùng nước thôi, và sau này ngày khát nước, ngày được uống nước trong đó. Hay là ngày từ bến sông Hằng mà lên đó, Wesley đó, rải qua đến đầu gối đó, thì Đức Phật ngày nói rằng trong quá khứ đó ngài đã làm một cái thiện sự công đức là ngài tu bổ cái bảo tháp, ngài rải cát xung quanh, rồi rải qua cúng dường, ngài dọn dẹp cái bảo tháp sạch sẽ. Do cái phước đó bây giờ ngài từ Wesley lên bến sông Hằng ấy, mà chư thiên rải bông hoa cúng dường, thì ngài nói rằng đó là cái phước báo công đức bây giờ nó trổ sanh ra như vậy. Thì chúng ta biết rằng phước đó, nó cứ trổ sanh chúng ta với cái động lực thứ nhất ra hiện báo nghiệp, cái động lực thứ bảy cho sanh báo nghiệp là kiếp sau, nhưng mà còn năm cái động lực giữa cho hậu báo nghiệp là từ cái kiếp thứ ba đến vô lượng kiếp, cho đến lúc nào mình chứng đắc đạo quả là cái phước báo công đức đó nó có khả năng trổ sanh được, thì nó cứ trổ sanh hoài thôi. Đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt. Khi mà nói đến phước á, là không có ai mà chiếm đoạt được, tại phước á, nó trổ sanh. Nên thường thường chúng tôi cũng thích nói, và chúng tôi cũng hay nói là cái tâm thiện hợp trí nó cho ra cái sắc nghiệp là tục sinh.
Bởi vì mình thấy cái tâm thiện hợp trí nó cho ra cái sắc tục sinh, là mình có được cái như là cái bài kinh chung của Để Dành, đó là người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc vương triều tôn chủ, bậc chuyển lương đánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Thì những công đức đó mình đã làm á, thì nó cho mình sanh làm người có màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến. Có nghĩa là mình cũng không mập quá, cũng không có ốm quá, cũng không có lùn quá, cũng không có cao quá. Cái tướng của mình vừa chừng, người ta nhìn người ta rất là dễ thích, dễ mến, nên gọi là có dung mạo đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc vương triều tôn chủ. Mình có được bạn lành á, cũng là cái do cái công đức đã tạo, công đức đời trước mình đã tạo, nên bây giờ mình mới được có được bạn lành như vậy. Như vậy á, thì quý vị thấy rằng cái phước báo á, không có thể nào ai chiếm đoạt được. Bởi cái phước á, là do cái tâm của mình, mà tâm của mình á, là không có ai mà có thể hưởng cái quả báo thiện nghiệp đó, từ lúc mình làm cho đến lúc mình viên tịch niết bàn cũng có. Và mình làm ác nghiệp đó thì cái ác nghiệp nó cũng theo mình từ lúc mình làm cho đến lúc mình viên tịch niết bàn cũng có. Chúng ta thấy như tôn giả Đê Quá Tá làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, sau này cái miệng hôi thối đó, cái đó là cái hậu quả mà sau này thành Phật độc giác. Cái thân hình như là bộ xương mà miệng thì hôi thối. Hay là chúng ta thấy ngày Lô Xá Cá Thí Xá đó, ngày bỏ đói, ngày làm cái ác nghiệp đó, mà sau này đến lúc ngày tái sanh, cái kiếp cuối cùng là Lô Xá Cá, ngày là đệ tử ngày Sariputta mà vẫn bị đói khát cho đến lúc niết bàn thôi. Thì đây là những cái nghiệp thiện ác đó, nó có cái mãnh lực, nên đó, chúng ta hiểu phước báo nó không ai chiếm đoạt được. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái phước báo đó, là muốn nói đến cái thiện nghiệp thôi. Còn cái ác nghiệp đó thì nó cũng vậy đó, mình làm ác rồi mình phải chịu thôi à, chứ không phải là mình làm ác rồi có thể ai tha cho mình đâu, rồi mình làm thiện rồi ai lấy cái thiện của mình được, không có. Không ai lấy được cái thiện của mình đó. Thì mình hiểu được như vậy đó, nên mình làm thiện đó là mình không có ai cướp đoạt được, không chồng con, không có kẻ cướp, không nam nữ, không vua chúa, không ma quỷ chư thiên, không có ai cướp đoạt được cái của cải của mình khi mà mình có cái phước báo công đức. Nên thường thường quý vị thấy chúng tôi cũng thích nói như là trưởng giả Chô Tí Cá, lúc mà sanh ra thì cái bảo điện ở trong đất sanh lên để cho trưởng giả Chô Tí Cá ở, rồi lúc mà cưới vợ đó thì chư thiên thấy không có người phụ nữ nào đủ cái phước để làm vợ của công tử Chô Thí Cá, phải rước cái người phụ nữ bên Bắc Cu Lu Châu qua làm vợ của công tử Chô Thí Cá. Và cái người vợ đó đem qua một cục ngọc, một cái đôi, một cái nồi và một cái cặp ly, để rót rượu vô thì cái ly đó nó có nhạt, bóc gạo bỏ vô nồi nấu ăn thì không bao giờ cục ngọc đó thì lúc nào cũng chiếu sáng để ngăn ngừa những cái độc trùng hắc ám hắc khí kia nào. Như vậy á, thì những cái người phước báo công đức á, thì nó có nhiều cái điểm rất đặc biệt. Được kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, thì cái bài học hôm nay đó thì có hai bài kệ. Một á, là bài kệ của vị chư thiên hỏi, và Đức Phật á, thì ngài trả lời, ngài trả lời lại cái bài kệ đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái vị chư thiên này hỏi, thường thường hỏi thì cái gì mà người ta có thể là tốt, cái gì là cái trường cũ, thì Đức Phật là ngày mới trả lời: giới là tốt không già, tính là tốt trường cũ, tuệ là Phật báo người, công đức cướp không có đoạt được. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái thời pháp hôm nay đến đây con cũng nghĩ vừa với thời gian, phần còn lại sẽ là phần thảo luận của quý ngài. Kính dâng phước báo công đức này đến quý ngài, chia đến tất cả. Bây giờ thì con xin thỉnh ngài Thượng Tọa Giác Đẳng điều hòa phần thảo luận. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Bạch Thượng Tọa Thiếu Sư, Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thiếu Sư nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi từ đó có nghe được không? Có lẽ từ đó từ siêu không có ở trước máy. Quý vị quan kỹ chờ chú từ một chút. Thượng tọa Tư Nguyên ấy, từ đó Tư Nguyên có nghe được không? Nếu từ đó Tư Nguyên nghe được, xin từ đó quan kỹ trả lời cho câu thường số 1.
Ô dạ, dạ thấy thượng tọa tự siêu rồi. Mà thượng tọa tự siêu trong phần côn mà chúng ta học ngày hôm nay đó, có câu nói rằng phước là cái tài sản mà không thể bị cướp đoạt được. Dạ, một người đã có phước rồi thì cái phước đó không thể ai đánh đổi được. Nhưng mà rồi ở trong cái nhìn thông thường thì chúng ta thấy rằng con người thì vẫn có nhiều cái tài sản, có nhiều cái sự nghiệp. Những thứ này thì rõ ràng một phần là do cái phước của họ đó, nhưng mà rủi tài sản nó có cũng khi bị người ta lấy mất đi. Thì câu này mình nên hiểu như thế nào? Cái tỉnh thì tọa quan hệ với giải thích rõ hơn cái tỉnh thì tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Mới nghe thì thấy có lý, cần phải thắc mắc. Bởi vì nếu nói phước là tài sản đặc biệt không bị kẻ khác cướp được, nhưng mà phước nó tạo ra tài sản thì có nhiều người họ bị cướp, ví dụ nó cướp hết tài sản, dọn sạch sẽ nhà cửa, thì như vậy là cũng bị cướp đoạt rồi. Mới nghe thì có lý đó. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ chúng tôi cho một cái thí dụ. Cha mẹ mà để lại cho con giường đất nhà cửa vàng bạc, rất có thể là sau đó con nó giữ gìn không được, nó bị cướp đoạt đất đai nhà cửa, cho nên nó sẽ chết đói. Nhưng nếu mà cha mẹ nghĩ đến xa hơn, cho con nó có một cái nghề nghiệp ổn định, cho nó học nghề đến nơi đến chốn thành thạo, thì cho dù tiền bạc làm ra do cái nghề mà con bị trộm cướp đi nữa thì hãy mất cái đó, thì cái nghề nghiệp của mình đó, thì mình làm ra cái khác được. Cái nghề không bao giờ bị người ta cướp, cái nghề nghiệp của mình khéo léo không có bị người ta cướp đâu. Cho nên cái vật chất mà mình tạo ra do mình làm cái nghề đó, thì vật chất đó bị người ta có thể bị người ta cướp, nhưng mà cái nghề không bị người ta cướp. Thí dụ nó như thế nào thì ở đây chúng tôi muốn nói, mình cứ tạo phước để đó, cái phước đâu mà lấy được. Người ta có cướp chăng là người ta chỉ cái cướp và tài sản do cái phước mình nó tạo nên một chút thôi. Thí dụ bây giờ mình do có cái phước cho nên mình được cái nhà hay được miếng đất hoặc là được tài sản tiền bạc nhiêu đó, ăn cướp vô lấy hết, nhưng yên tâm là hễ mình còn cái phước, còn phước thì cái tài sản mày không có nữa. Cho nên quý vị yên tâm. Cho nên ở đây rõ ràng là cái câu mà Đức Phật nói phước là tài không bị cướp đoạt,
mà chúng ta nghe câu hỏi đó, người đời có tài sản do phước, đôi khi tài sản cũng bị cướp đoạt, thì chúng ta nghe qua chúng ta thấy có lý. Nhưng mà thật sự khi mà phân tích ra thì chúng ta thấy nếu cái tài sản đó mà nó chỉ mình chỉ có tài sản đó vật chất thì do được cha mẹ thương cho hay là người thân thương cho, hoặc là mình cái phước của mình nó phát sinh mà mình không không có cái đức để mà giữ tài sản đó, cho nên cái tài sản đó bị cướp được. Nhưng mà cái phước nó vẫn còn, mai mốt nó tạo ra cái khác mình. Thành ra ở đây đó là cái câu mà Đức Phật nói rằng phước không bị kẻ khác cướp đoạt là ý nghĩa đó, ý nghĩa đó. Thì hy vọng rằng các Phật tử chúng ta sẽ hiểu được điều này để chúng ta có sự hoan hỷ trong cái việc tu tập tạo phước. Nhưng mà quý vị nhớ như thế này, cố gắng tạo cái phước, cái công đức cho nó đủ ba: chúng ta tạo phước bằng cái sự bố thí thì dầu cho nó phát sinh phước vật chất, cái vật chất đó có bị người khác cướp đoạt thì cũng hy vọng rằng cái nguồn phước bố thí của chúng ta nó vẫn tiếp tục tạo cái mới. Nhưng mà mình bị người ta cướp đoạt tài sản vật chất, nhưng mà cái phước mà si lấp bây giờ quy nhất đi qua thú, cái phước đức mà do sự giữ giới đem cho mình cái sự an vui khỏe mạnh đó, và được lành lặn không bị bệnh tật, không bị tai nạn đó, thì do cái phước giữ giới thì cố gắng tạo thêm cái phước này nữa. Mà hơn đó, người mà có giữ giới rồi đó, do cái phước giữ giới nó che chắn thì cái phước vật chất khó mất lắm thưa quý vị. Ông có cô độc, ông có viên ngọc, viên ngọc ước, viên ngọc xê rí tốt lắm. Khi mà đức vua muốn thử xem coi được hay không, nghe nói rất không bị kẻ khác cứu độ, ông ta đến, ông vua ông đến ông xin. Thì khi mà ông xin, ông nói cái viên ngọc để đó, đó, nếu mà đại vương có lấy được thì lấy. Nhưng mà khi mà vua cho người đi đến lấy, chỉ mới vừa đến họ tay gần tới thì viên ngọc nó nó bay văng trên đầu của bà Cóc Cô Độc, nó nằm ở trên cái búi tóc của bà. Đó vua mới biết rằng là cái phước riêng, cái đó là cái phước riêng, cho nên không thể nào mà thường thường cái viên ngọc có để cái gậy của Cóc Cô Độc đó. Nhưng mà bây giờ em lại mà chập ngay cái đầu cái gậy, ngay là nó bay đi trên búi tóc. Không lẽ bây giờ thì ông vua ông đến ông đè bà gia chủ đi xuống để lấy viên ngọc từ cái đầu tóc của bà hay sao? Cho nên thật không, như vậy cái phước vật nó được gìn giữ bởi cái phước đức. Cho nên cái câu mình mới nói rằng là khi mà Phật tử giữ giới đó thì chư tăng có cái lời sách tấn si li đó phu gà sâm bà đa si li nó nếp vào tinh chân tí si li nó phu gà sâm bà đa si li nó nếp vào tinh chân tí chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ duy giới, chúng sanh được đầy đủ tài sản giữa vua và Sambada đó, với Sambada tức là được thành tựu đầy đủ tài sản đó, bao gồm cả cái việc mà không bị thất thoát, không bị mất mát đó, cũng nhờ sự giữ giới.
Và trong kinh Đức Phật nói rằng cái người mà giữ giới cho giờ cái sự không dễ vui Appamadina, do nhờ cái sự không dễ vui mà họ giữ được tài sản. Nên chúng ta có tài sản do nhờ cái phước vật chất đành rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái phước đức. Người mà đời cũng hay bố thí, nhưng mà cướp của người này bố thí cho người khác, nghĩa là trong cái sự bố thí có làm tổn hại đến người khác, thì người này quả dị thục, có tài sản nhưng mà tài sản đó sẽ bị thất thoát, sẽ bị mất mát, sẽ bị cướp được. Chúng ta cần phải phân tích rõ vậy. Cho nên khi mà chúng ta làm phước bằng cái đồng tiền của chính mình làm ra hợp pháp, đó là sở hữu của mình, rồi mà đem mình làm phước thì cái chuyện đó là tốt. Còn khi mà lén mà trộm cắp của con của cháu để mà đi làm phước thì cái phước vật đó trong tương lai, phước vật chất đó trong tương lai cái phát sanh lên có tài sản nhưng mà tài sản cũng bị cướp mất à. Cho nên phước vật phước đức thì phải giữ, thì phải tạo cho giống nhau. Rồi cái phước trí là phước phavana maya punya cái dấu thúc, hay là thamma thamma savana bây giờ vui nhớ cái điều thú là phước do phước trí, mà do cái sự nghe pháp hay là do thí pháp nó cũng phát sinh phước trí. Trong đời sống hiện tại này nhờ có trí tuệ hỗ trợ, người đó giàu cho có phước vật chất là tự nhiên. Nếu mà sanh ra trong con nhà giàu, sinh làm con nhà giàu tự nhiên có tiền của ăn, nhưng mà nó không có cái trí tuệ để nó bảo quản tài sản đó thì cũng không được. Cha mẹ mà chết rồi thì cái tài sản đó cũng tiêu hao đi. Cho nên chúng ta cần phải có cái phước trí, có cái trí tuệ sáng suốt để chúng ta bảo quản gìn giữ tài sản, biết cách để gìn giữ tài sản. Biết cách như thế nào? Có những người thưa quý vị, họ nghèo, tự nhiên cái họ, cái phước ở đâu đó, cái phước khinh thiểu nghiệp nào đó khiến cho họ trút đựng từ giới số độc đắc, cái họ có tiền, họ lúng túng, họ biết xoay sở cất tiền sao, xài sao, vì họ không có trí tuệ, cho nên ở từ vài tháng sau là tiêu sạch hết cái số tiền mà trúng số đó, ở quen nghèo vẫn quặn nghèo. Hoặc là hồi nghèo không có tài sản thì không có bị người khác đến làm phiền hay là cướp đoạt, nhưng mà đến chừng có tài sản rồi họ bo có chữ là cũng tránh không bị trộm cướp hay là bị người ta giết, người ta giật lấy. Thế cho nên cái người có như Đức Bồ Tát, tiền thân Đức Phật, khi xưa Đức Bồ Tát có cái kiếp xa xưa, ngài là người nông dân nghèo khổ. Lúc đó ngài đi cày ruộng, khi ngài phát hiện, khi cày dở cái lớp cày lên thì phát hiện cái hũ vàng. Đức Bồ Tát lúc đó ngài mới suy nghĩ rằng, dùng trí tuệ suy nghĩ, ở trong xóm này ai cũng biết ta là người nghèo, đi cày ruộng mạng. Nếu mà bây giờ đột nhiên ta đem hũ vàng về rồi tạo dựng nhà cửa khang trang, ăn mặc cho bảnh bao á, thì người ta không nghĩ rằng mình được cái may mắn, được cái hũ vàng vô chủ, mà họ nghĩ rằng là mình đi trộm cướp ở đâu đem về làm sao đây. Cho nên ngài mới suy nghĩ phân tán ra, ngài mới chia ra là 4 lần 5 phần, mỗi ngày chôn ở 4 5 hướng ở góc của ruộng. Mỗi ngày ngày ra ngày lấy chút, ngày lấy phần ở hướng đông, ngày lấy cái số tiền đó chút thôi quý vị. Vàng chỉ
khẽ ra một chút thôi để về nuôi cha mẹ, rồi ngài lấy một phần khác á, là để nuôi dưỡng vợ con, rồi ngài lấy ra một phần là để nuôi dưỡng bản thân mình với thù tạc bạn bè, ít ít vậy thôi. Còn một phần thì ngài là phước cúng dường đến những người nghèo khổ và các sa môn và la môn, và như vậy đời sống của ngài thanh đạm. Nhưng mà ngài trang trải làm sao mà thấy đủ trang trải thôi, thì dân chúng họ đâu có để ý, dân làng không để ý, thấy người này chí thú làm ăn thì đương nhiên là có đồng vô đồng ra trang trải, nuôi cha mẹ, nuôi vợ con, nuôi bản thân như vậy thì cũng là hợp, là thích hợp quá đi chứ. Nhưng mà thưa quý vị, không ngờ rằng là họ không ngờ rằng ngài có một cái khối tài sản, một cái hũ vàng, nhưng mà cho đến suốt cuộc đời của ngài là ngài sống bằng hũ vàng đó mà không ai hay biết. Cái đó là cái cách của người trí biết sử dụng tài sản. Cho nên khi mà mình chúng ta có phước vật đã đành, phước vật tạo ra tài sản, nhưng mà nếu cái tài sản đó mà không được cái phước đức bảo vệ, không được cái phước để phân bố cho nó hợp lý, thì coi chừng tài sản đó bị cướp mất. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 1. Bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Phật thầy. Sa thưa thượng tọa sư, mà thượng tọa sư nhân thượng tọa nói về phước, thượng tọa có khi nói thêm một điểm nữa là khi mình tạo một cái nghiệp lành thì nó tạo ra cái phước báo, thì cái phước đó nó có một cái giới hạn nào không? Thí dụ như là người ta đi làm được 10 đồng thì ăn 10 đồng, thì nếu không khéo xài thì sẽ hết 10 đồng. Thì có trường hợp nào mà phước mà người ta xài quá hết phước không? Và cái phước, có phước nào mà nó luôn luôn tồn tại nhiều đời sau, như là chúng ta đã hậu báo nghiệp chẳng hạn? Và có trường hợp nào mình gọi là phước á, mà mình xài đến mức độ nào đó thì nó cùng nghiệp nó cạn đi, gọi là hết phước? Thì tôi có nghĩ giải thêm về điểm này, kính thưa tôi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta nói nôm na đó thì chúng ta mới nói là phước xài riêng cũng hết, nhưng mà thật sự ra thì nó không hết rồi thưa quý vị. Chỉ có một cái là nó bị giới hạn, hoặc là nó bị hợp gì. Do máy chúng tôi hay do thượng tọa chất đẳng nè. Ồ. Thì ở đây thưa quý vị, người mà tạo phước do cái yếu tố tạo phước kém, chẳng như là họ tạo cái phước nhẹ thể, làm phước mà hời hợt không hợp trí, bằng cái tâm thiện ly trí, bằng cái tâm thọ xả, làm với tâm hữu trợ, và làm phước mà không có đủ tâm tư, tức là không có cái sự suy nghĩ trước khi làm, đang khi làm, sau khi làm, không có sự quan hỷ trong ba thời, gọi là thiếu tâm tư. Người mà tạo phước bằng cái tâm thiện, thọ hỷ ly trí, hữu trợ và thiếu tâm tư thì cái phước này đã kém quá. Và khi cái người làm phước mà bị kém như vậy đó thì nó trở thành cái gọi là Bát-ca-tá, gọi là Ca-ta-tá, Ca-ta-tá-cầm-má, là khinh thiểu nghiệp.
Cho nên nó ít có trường, ít có mãnh lực để nó trổ quả. Giống như trong cái khu rừng rậm, những cái loại cỏ, cỏ dại, nó chỉ mọc ở dưới mặt sát mặt đất và bị cái tàn cây cổ thụ che khuất ánh nắng mặt trời. Thế là trong cái khu rừng đó chỉ có những dây leo hay là những cây mà nó có thân nó vượt lên trên đó, để nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì sống được, còn như những cái loài cỏ thì không sống được. Ở trong chùa chúng tôi có những cái hàng cây, trồng cây cây sa la hay là những cái cây lộc vừng, cây thuộc cây cổ thụ lớn ở phía dưới gốc cây thì chúng tôi trồng thảm cỏ. Mà nếu cái thảm cỏ đó mà nó nằm ở những cái gốc mà chẳng nắng á, chẳng nắng á, có sương có nắng thì cỏ đó nó tốt. Nhưng mà đặc biệt cái là có cái, có mấy cái gốc cây mà nó nằm cọc sát với cái phước xá, cái tăng xá, và nằm khuất ở bên trong, đã là mặt trời chiếu rọi không tới bị nó mát, thêm nữa cái tàn cây sa la lớn nó che mất rồi. Thế là ở mấy cái gốc khác cỏ tốt, nhưng riêng về năm hai ba gốc cây đó thì cỏ không bao giờ tốt, nó lừa thừa vậy thôi. Cũng vậy, khi một người mà tạo phước quá nhẹ thể, mà trong khi đó thì họ tạo cái bất thiện nghiệp thì nhiều, như là thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, họ tạo thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, nghiệp ác nhiều đó, cái nghiệp ác đó nó trở thành cái gọi là upathamphaka kamma, tức là cái nghiệp ác nó gây chướng ngại cho cái nghiệp thiện của họ. Nghiệp thiện nó eo ụt không thể nào trổ quả, hoặc trổ quả nhẹ thôi. Còn một trường hợp khác là một người họ tạo ác nghiệp mạnh mạnh mẽ, ác nghiệp đó nó trở thành upakhataka kamma, tức là nghiệp có cái mãnh lực, nghiệp ác có cái mãnh lực nó phá vỡ cái nghiệp thiện nhẹ đó đi, làm cho thiện nghiệp này nó bị mất, nó trở thành ahusikamma, là vô hiệu nghiệp. Đó là cái trường hợp mà chúng ta chú ý. Không phải là chúng ta có phước nhiều đó chúng ta ăn hoài rồi nó hết. Ở trong đời quá khứ chúng ta có tạo phước, hiện tại chúng ta đang hưởng quả, nhưng mà chúng ta đang hưởng cái quả đó, nếu mà chúng ta không có tạo thêm cái nghiệp, nghiệp thiện mới, và cũng đừng có tạo thêm nghiệp ác mới nữa, thì cái phước trong quá khứ nó trở, nó cũng là hậu báo nghiệp, nó cho quả dài được. Nhưng mà khổ nỗi là hiện tại người đó không có tạo phước, vì rằng cái tâm của họ không có khuynh hướng nghiêng về thiện pháp mới, cho nên ác pháp nó trỗi dậy, và chính người này trong cuộc này chỉ hưởng cái quả của cái phước cũ, nhưng mà hiện tại họ đang tạo cái ác nghiệp, cho nên ác nghiệp này nó dần dần nó lấn lướt và nó che khuất, nó làm cho mất đi cái hiệu lực của cái nghiệp cũ ở trong quá khứ. Thế cho nên cái đó chúng ta gọi là trường hợp hết phước, chúng ta gọi là trường hợp hết phước. Ăn ăn riết rồi hết phước là hết phước như vậy. Bởi vì ở đây đó có con Phật, con Đức Phật là thuyết ngược lại, là nếu mà mình dùng các hạnh lành ở trong quá khứ mà đã tạo cái ác nghiệp,
Bây giờ mình biết cái ác nghiệp đó nó trổ quả, thôi giờ tạo hạnh lành cho nhiều để mà mình lấn lướt ác nghiệp đó đi, hay là mình phá vỡ cái ác nghiệp đó đi thì tốt. Ai dùng các hạnh lành để xóa mờ nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Câu Phật ngôn Đức Phật ngài đã dạy, pháp cú Đức Phật đã dạy như thế. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta đang chú ý hai điều thì cái phước chúng ta không bao giờ hết. Một chúng ta làm theo câu Đức Phật, nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tích thiện tất an lạc. Là chúng ta làm phước thêm để chúng ta củng cố cho nó mạnh mẽ cái nghiệp thiện ở quá khứ để hưởng dài dài. Còn hai đó, nếu hiện tại mà mình ít có làm phước thì cũng làm ơn là chúng ta đừng có gây nên cái ác nghiệp, thì như vậy chúng ta cũng còn có thể hưởng cái phước cũ ở quá khứ nó dài dài được. Còn bây giờ, một là chúng ta không chịu làm phước mà lại làm nghiệp ác là thôi, dầu chúng ta có phước ở quá khứ thì cái phước đó nó cũng bị đánh mất, cũng bị đánh đổ, hoặc là nó làm cho eo ô trổ quả không có nhiều. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của chúng tôi rất đẳng như vậy. Nam mô Phật. Sa thú kính trình thưa tòa sư, xin hỏi thưa tòa sư một câu nữa rồi chúng ta đi nghỉ. Mà thưa tòa sư nhân nói về phước đó, ở trong văn chương Việt Nam có một tác phẩm mà có ảnh hưởng rất lớn là Truyện Kiều, mà nhiều người là nói rằng một ở trong những quan điểm Truyện Kiều có ảnh hưởng trong cái tâm lý quần chúng, gọi là tài mệnh tương đối. Tài mệnh tương đối là nói về ví dụ như mình nói là lại gì bị sắc tư phong, trời xanh quay thối má hồng đánh ghen. Một người có sắc đẹp thì cái sắc đẹp đó là cái phước mà nó cũng là cái họa, thành ra gọi là bị sắc tư phong. Hay là chúng ta nói rằng có tài mà gãy chữ tài, chữ tài liền với chữ tài một phần. Có nhiều người cái tài đó làm cái phước của họ, nhưng do cái tài đó là họ cũng có cái những cái bất hạnh do cái tài mang lại. Thì cái thuyết tài mệnh tương đối nó có thể nó ảnh hưởng rất lớn trong Truyện Kiều. Nhưng mà người Trung Hoa họ cũng có vài câu nói, thì dù họ nói là cái gì họa thì không phải là phúc, mà cái gì phúc không phải là họa. Thì cái sự phân định phúc họa ra rồi đó, nó có được Phật giáo ủng hộ hay không? Và Phật Pháp có dạy rằng có những thứ quả của nghiệp mà nó vừa là phúc vừa là họa. Thí dụ như sắc đẹp nó cũng khiến cho một người phụ nữ được nhiều thứ, mà cái sắc đẹp nó cũng làm cho nhiều cái hệ lụy. Thí dụ nó hồng nhan đa trung chẳng hạn. Thì trên cái nhìn của Phật Pháp chúng ta hộ cái thuyết tài mệnh tương đối không? Xin kính thưa thượng tọa. Kính Phật Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thực ra thì chúng ta y cứ vào trong kinh điển, cái lý pháp mà chúng ta nói, chớ đối với nghiệp quả bất khả tự nghi, cầm bóng quý ba qua trên thì vô, không thể suy nghĩ được, không thể chúng ta bàn tới nơi tới chốn được. Nó khó hiểu lắm. Tuy nhiên, những cái nguyên tắc bản mà chúng ta cần phải hiểu qua là như thế này. Có tài, có sắc, đó là do cái phước nhưng mà chưa hẳn có tài mà liền với chữ tài.
mà cũng chưa hẳn là người có sắc. Và họ bị điêu đứng như nàng kiều, không phải. Đối về vấn đề quả phước á, là cái nhân quả chúng ta hiểu, phải hiểu một cách tương đối, chứ không có cái gì tuyệt đối, hay nói cách khác là không có cái gì mà nó có cái triết lý một chiều được, cần phải phân tích. Như chúng tôi nói khi nãy đó, nếu một người tạo phước mà toàn diện, tức là đủ mọi mặt, phước vật cũng tạo, phước đức cũng tạo, phước trí cũng tạo, trong 10 điều cô nhớ cái lý do thuốc, 10 điều đó là tạo đủ ba loại phước: bố thí, trì giới, tu tiến, cương tỉnh, phục vụ, tính pháp, thuyết pháp, hưởng phước, tùy phước và có chánh kiến. 10 điều đó đó thì bố thí, tùy hưởng phước, hội hưởng phước thì tạo cái phước vật chất, giữ giới, cung kính, phục vụ, đó là tạo cái phước đức, tu tiến tức là hành thiền á, tu tiến, thính pháp, thuyết pháp là tạo cái phước trí, ba nhân ba là chính. Còn cái mà gọi là chỉnh đốn tri kiến chân chính đó, hay là cải chánh tri kiến, cái đó thì nó tạo ra ba cái loại phước: phước vật, phước đức, phước trí. Thế nào? Một người bố thí, họ khởi lên cái tâm hợp trí, tương ưng trí, và suy xét một cách đúng đắn, gọi là có chánh kiến trong cái niệm bố thí. Một người giữ giới, họ có cái trí tuệ để họ biết cách giữ giới cho tốt, thì như vậy là có chánh kiến trong cái việc giữ giới. Thì một người hành thiền hoặc là nghe pháp mà có cái trí tuệ, có chánh kiến, hiểu biết đúng trong cái việc hành thiền, trong cái việc nghe pháp thế nào có ích lợi, trong cái việc thuyết pháp, nói pháp cho người ta nghe như thế nào là có lợi lạc, thì chính cái chánh kiến đó nó sẽ tạo ba loại phước: phước vật, phước đức, phước trí. Bởi thế cho nên chúng ta làm phước phải toàn diện. Mà một người làm phước toàn diện như vậy đó thì họ không thể bị tai họa được. Chẳng hạn bây giờ sắc đẹp, một người nào đó trong một kiếp xa xôi nào đó, tự nhiên có lúc họ gặp Đức Phật Độc Giác đi khất thực, cái cô ta hái những cành cành hoa sen, như bên Ấn Độ chúng ta thấy như người ta thường thường ta hay mua hoa súng, hoa sen để người ta đem vô trong tháp để người ta cúng dường đó, thì cúng bông hoa cúng dường bông hoa để đáng cúng dường, cái đó là tạo cái phước đời sau có sắc đẹp, nếu họ nguyện họ có sắc đẹp. Nhưng mà nguy hiểm lắm, bởi cái sắc đẹp kiểu đó đó nó hào nhoáng, trong khi đó bản thân họ tâm tánh hung dữ, không có giữ giới, thường hay sát sanh, thường hay ganh tị, hay thấy người ta đẹp hơn thì mình ghét, rồi tìm cách hại tạc axit cho họ xấu đi. Nghĩa là do vậy là cái người này đời sau đó, do cái phước cúng dường hôm qua đến tháp xá lợi Đức Phật mà họ đẹp, nhưng mà vì họ cái tâm địa độc ác và họ hãm hại người khác, chính vì chỗ đó bây giờ họ phải bị cái dựa theo cái sắc đẹp đó mà họ bị tai hại, bị người ta chặn đường, chặn ngõ, người ta hiếp dâm chứ. Thì trường hợp đó thì
Chúng ta cần phải hiểu rằng là vì không có cái phước đức trắng cho nên có cái sắc đẹp mới bị hại. Cũng như người có tiền của mà không có cái phước đức nó che chắn, nó hộ trì, không có phước trí để mà sắp xếp cho nó kỹ lưỡng, cho nó chu đáo cái việc mà sử dụng tài sản. Cho nên khi mà chỉ tạo cái phước vật không thì có tiền bạc có tài sản thì đương nhiên bị cướp nó đến nó làm thịt cắt cổ để mà nó lấy tiền chứ gì đâu. Đó là mình thiếu cái phước đức phước trí. Còn như một người có cái tài năng, có cái trí tuệ sáng suốt, nghĩa là một bụng kinh lương, nhưng mà vì có cái tài quá mà lại thiếu cái phước, tức là cái tâm của họ kiêu mạn, cống cao hống hách, coi thiên hạ không ra gì, và họ dùng cái tài của họ để mà họ trục lợi, vân vân. Thì một người như vậy đó là rõ ràng là họ có cái tử quyệt. Những anh chàng mà dỗ võ cỡ nào đi nữa, nhưng mà anh ta cũng phải có cái chỗ hiểm, cái chỗ tử quyệt của anh ta. Cái yếu quyệt đó đó, hễ mà đối phương mà nó để ý mà nó biết được anh chàng này, cái quyệt tử của anh ta là chỉ ở trên đỉnh đầu hoặc là ở phía sau óc, là anh ta đánh trực diện thì anh ta đánh không lợi, nhưng mà anh ta đánh làm sao mà anh ta phi thân lên và ở trên mà anh ta đâm xuống ngay cái đỉnh đầu thì anh chàng này cũng chết chắc. Thì nếu một người mà tạo phước còn khiếm khuyết á, thì như vậy họ được cái mặt này nhưng mà họ thiếu mặt kia. Họ có tài thì có tài nhưng mà cái đức không có thì bảo vệ họ không được. Cho nên chữ tài mới liền với chữ tài một phần. Thành thử ra khi mà nấu theo hai cách đều không đúng cả. Theo Phật giáo là không đúng hết. Nấu theo cái cách của Nguyễn Du á, thì cái trường hợp có sắc là có họa, có tài là có tai, thì như vậy cũng là một cái cách nói cực đoan. Còn như bên Trung Hoa họ nói cái câu thể là phước thì là tội, mà thể là tội thì không là phước, cái nào phải dứt khoát cái đó. Thì cái này nó cũng là một cái cách nói cực đoan. Trong Phật giáo thì không có chấp nhận hai cái cực đoan đó. Mà bởi vì các pháp sinh khởi, các pháp tùng duy sanh dê tham ma hi tức bất cao qua, nó phải tùng duy sanh và nó tùng duy diệt. Bởi vì khi mà trên tay anh cầm cái thanh gươm bé, nhưng mà anh không có võ nghệ siêu cao cường, anh muốn một hồi là cái gươm đó nó sẽ chặt chặt vào cánh tay của anh. Cho nên hễ mình có sắc có tài, đồng thời mình phải có những cái phước báo khác để mà để giữ cho chúng ta không có bị tai họa. Cái đó thì cũng làm được, những gì con người chúng ta làm được hết. Con người nếu mà ai nói rằng do định mệnh an bài không có sửa được thì cái đó là sai, chúng ta càng chê. Nói như vậy là cái gọi là tiên thí gia gia tăng gia tăng á, tức là triết lý của ngoại đạo. Dầu tin cái nghiệp, nhưng mà tin cái nghiệp như là một cái định mệnh an bài không sửa được thì cái đó Đức Phật nói ngày chê, ngày nói nếu không sửa được như vậy thì ai nỗ lực tinh tấn hiện tại làm chi, đâu có ai nỗ lực làm chi, quá khứ sẵn rồi. Nhưng mà đằng này người Phật tử
thì biết cái nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp cho quả. Nhưng mà nghiệp cho quả đó mình có cách để mình sửa trị nó, mình sửa chữa nó lại, mình chỉnh đốn nó lại được mà. Cái này được hết. Thì chúng tôi xin được trả lời câu hỏi số 3. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trưng thưa tổ thượng sư, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử. Còn vài phút sau cùng chúng tôi xin được chia sẻ ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Chúng ta hãy tóm tắt bài kệ mà đức phật dạy. Câu đầu tiên đó là giới đó thì càng già thì càng tốt. Lý do là giới đó là những cái nguyên tắc sống, và đặc biệt là khi một người sống mà có cái nguyên tắc mà nó càng lâu bền thì nó chuyển thành một thứ mà Đạo Phật gọi là thói quen, là cái tập quán. Và cái tập quán này luôn luôn là nó có một cái lợi ích cho đời sống, không phải kiếp này mà kiếp sau. Nó giống như trong cuộc sống của chúng ta có những món đồ mà nó càng cũ thì nó càng dễ đi, nhưng có những món đồ càng cũ càng có giá. Ví dụ ở Mỹ người ta gọi là classic, yeah, the classic. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở tại Mỹ có một vài cái kiểu xe như xe Mustang mà đời 62, 63, thì cho biết đến bây giờ thì những cái xe Mustang đó là rất có giá. Nó có thể có giá lên tới cả hàng triệu Mỹ Kim bởi vì nó là loại xe classic. Thì đối với cái nhìn của Đức Phật ở trong cuộc sống này, một người giữ giới và giữ càng lâu năm, giữ giới càng bền theo thời gian, thì cái giới đó nó trở thành một cái thói quen, một thói quen rất là lợi lạc cho đời này và đời sau. Thực ra người nói rằng giới thì càng già càng tốt, tức là theo thời gian chồng chất đó, thì nó lại còn giá trị nhiều hơn. Điều thứ hai mà chúng ta học trong câu Phật ngôn này là cái gì mà càng thiết lập vững vàng thì nó càng có lợi. Thì trả lời là tính đó, nó càng thiết lập thì càng có lợi. Giống như mình trồng cây đó, có những loại cây mà rễ nhiều là không tốt, nhưng mà có những loại cây rễ nhiều thì nó lại rất là tốt, nó khiến cho cái cây sống lâu hơn. Thì trong cái nhìn của Đức Phật, cái niềm tin đặt là chánh tín, nó theo thời gian đó, nó lớn mạnh, nó vững vàng thì nó làm cái nền tảng cho thiện pháp. Lấy ví dụ như là một người, hai người cùng bố thí, nhưng một người mà bố thí mà có, họ có cái niềm tin nghiệp báo mà vững vàng đó, thì cái sự bố thí của họ nó có phước nhiều hơn là cái người mà có cái niềm tin có tính cách hời hợt. Tức là cũng tin mà tin theo người khác, người ta bày thì mình làm, chứ không phải là mình tin vào nhân quả. Hay là mình cũng tin một cách gọi là mình gọi là năm ăn năm thua, mình cũng là phước đi, bởi vì ở trong đời sống mình có tiền thì mình làm phước, nếu mà được thì tốt, không được thôi cũng chừng đó, tốn ít tiền thôi. Thì những người đó là phước, cái niềm tin nhân quả họ không có phước. Một cái người mà có cái niềm tin nhân quả mạnh đó, thì trong lúc họ giàu thì họ cũng là phước, mà họ nghèo họ cũng là phước, trong lúc mà thuận họ cũng là phước, trong lúc nghịch họ cũng là phước. Chúng ta nhớ câu nói của Khổng Tử đó là một cái nhà nông đó, mà chuyên nghiệp, hiểu rõ công việc mình làm, không vì mất mùa mà bỏ ruộng vườn. Một cái người buôn bán mà rành nghề đó, không vì sự lỗ lãi nhất thời mà lại bỏ cái nghề của mình. Và người quân tử không vì cái khó khăn nhất thời mà bỏ đạo. Tất cả những điều đó đều nói lên cái niềm tin đó. Cái niềm tin càng vững đó, thì chúng ta càng làm cái nền tảng tốt cho các thiện pháp khác. Mình đừng tưởng là trong cuộc đời này cái chuyện mà bố thí, trì giới, thiền định mỗi người giống nhau đâu. Người có cái niềm tin vững nó khác với người không có niềm tin vững. Và điều thứ ba, Đức Phật Ngài dạy rằng trí tuệ là cái vật quý nhất ở trong cuộc sống này. Về điểm này thì chúng ta phải có sống, phải có trải nghiệm thì mình mới thấy rằng cái kiến thức và sự hiểu biết
và sự trí tuệ đó, nó có lợi cho con người nhiều mặt. Dĩ nhiên là ở trong cuộc sống này, con người họ đầu tư rất nhiều thứ. Ví dụ như là người ta nghĩ làm sao mà mình có được tài sản, nhà cửa, xe cộ. Người ta nghĩ rằng làm sao mình có được cái học vị, địa vị, làm sao mình có được thế này và thế khác. Nhưng mà trải theo năm tháng, khi mà con người càng trưởng thành, càng khôn ngoan, thì mới thấy rằng cái kiến văn của mình, cái sự hiểu biết của mình, nó càng rộng, nó càng tốt, nó càng thực dụng, thì nó càng lợi ích cho cuộc sống. Ta nghe câu nói của một danh sĩ người Hy Lạp. Vị này nói lên một điều rằng khi con người đủ khôn thì con người thấy được là sự hiểu biết đó nó có cái giá trị lớn hơn là tất cả những thứ khác. Về điểm này chúng ta rất là khó hiểu, bởi vì con người có thể đầu tư về nhiều thứ, nhưng mà người xưa như chúng ta học trong Minh Tâm Bửu Giám thì nói rằng cha mẹ để lại cho con bao nhiêu kho tàng rương châu báu không bằng để lại cho con cái sự hiểu biết về kiến thức. Điều đó cũng không phải là một câu nói có tính cách là nói cho suông miệng đâu, mà điều đó rất là cần. Có nhiều cha mẹ trong cuộc đời này thương con lắm, con muốn cái gì thì chiều cái đó, nhưng mà có những vị cha mẹ thì nghĩ đường dài, thay vì cho con chiếc xe mới, thay vì cho con những cái đồ tư trang đắt tiền, thì lại đầu tư cho con đi học. Giờ nó lớn lên nó làm kỹ sư, bác sĩ, có cái nghề thì nuôi bạn cả đời. Thì ở đó nó cũng là một cái cách nhìn gián tiếp nói rằng cái kiến thức của con người, cái trí tuệ con người đó, nó có thể giúp cho người sống, sống đẹp, sống thoải mái, sống khôn ngoan ở trong thời gian rất dài. Do đó trong cái nhìn của Đức Phật, trí tuệ là vật châu báu, là cái châu báu quý nhất trong đời người mình. Và sau cùng, như chúng ta đã được nghe bàn nhiều ngày hôm nay, đó là phước là tài sản không dễ bị chiếm đoạt. Thì một lần nữa trở lại trong cuộc sống ngày hôm nay đó, đặc biệt trong thời đại dịch, thì chúng ta thấy rằng con người có nhiều cái lĩnh vực đầu tư, có những cái đầu tư mà nó chỉ một sớm một chiều, có những đầu tư có nhiều mạo hiểm, có những cái đầu tư mà dễ bị người khác lấy mất đi. Nhưng mà nó lại có những thứ, nó lại có tồn tại theo thời gian và khó có ai có thể tranh đoạt được. Thì Đức Phật, một vị chánh đẳng chánh giác, ngày dạy về trong hành trình sanh tử của chúng ta đó, một thứ mà không ai có thể bị lấy đi được trong đời này và những đời sau đó, đó là phước. Nói về điểm này thì chúng ta phải nói thêm là con người sống mà có cái hiểu biết về nhân quả thì phải vững tin. Chúng ta không vững tin thì chúng ta thường sống trong hoang mang, ở trong sợ hãi. Sợ hãi về cái gì mình có thể bị cướp đi, mình có thì bị hết đi. Nhưng một người mà tin vào cái phước đó, thì người đó sẽ có cái niềm tin mạnh mẽ rằng mình cứ sống. Còn cái chuyện mà phước có nhiều hay ít, còn hay không còn đó, thì mình phó thác cho cái nhân quả. Đây là một cái nhân văn mà không có đơn giản, thưa quý vị. Đôi khi chúng ta thấy rằng chúng ta thường ke ne cấp nấp, ráng giữ cái mà mình đã có, nhưng mà chưa chắc cái mình giữ mình đã có mình có thể giữ hoài được. Mình còn nghiệm lại trong cuộc đời mình, có rất là nhiều cái tai nạn xảy ra mà nó có thể mang đi nhiều thứ trong đời. Như người ta nói là nước, lửa, binh, tức là hỏa hoạn, hồng thủy, tức là lục lội, rồi chiến tranh. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một rất nhỏ những cái tai ương hoạn nạn trong cuộc đời. Chứ tôi sống ở tại Mỹ đó, đã thấy rất nhiều trường hợp là một người sống ở Mỹ mua căn nhà rất là tốt, rồi bảo Harvey đến, rồi nó cũng tiêu. Nếu họ không có bảo hiểm thì kể như là cũng tiêu. Và hỏa hoạn có nhiều khi mình không sống ở tưởng tượng ở Mỹ này mà nhiều lúc là hỏa hoạn mà chữa không hết, như ở California. Chúng tôi đến xem những cái subdivision, nhà cửa rất đẹp, nhưng mà một trận hỏa hoạn đi qua ngang thì chiếc xe đậu trước cửa nhà cũng cháy nữa. Rồi chúng ta có vô số sự việc xảy ra trong đời này cho chúng ta thấy rằng nó có những cái tai nạn xảy ra trong cuộc sống. Nhưng mà
con người có phước thì luôn luôn là có khả năng vãn hồi, có khả năng ổn định, có năng khả năng xây dựng lại đời sống. Và chúng ta phải tin rằng ở trong cái vòng sanh tử luân hồi này, nó có một cái sự kiện mà người ta nói nghe như là cái chuyện may mắn. Họ nói rằng một người mà may mắn nếu bị quăng xuống biển thì người đó sẽ trồi lên với một con cá trong tay. Ý nói rằng một cái người mà có phước rồi đó thì dù họ gặp cái cơn hiểm họa đó thì họ cũng có thể chuyển họa thành phúc được. Cái này thì nó đơn giản để chúng ta thấy thôi, nhưng mà mình nghiệm lại mình sẽ thấy. Chúng tôi thường thích nghe những câu chuyện về những người mà họ thất bại, họ trải qua những cái gian truân của đời sống và rồi họ có khả năng đứng dậy làm lại cuộc sống, và chẳng những vậy mà họ làm tốt hơn nữa là bởi vì cái phước của họ nó còn hộ trì. Và ở trong kinh cũng có đề cập đến một vài trường hợp của chư vị ba la mật đầy đủ ở trong kiếp chót sanh ra để đắc đạo chứng quả đó. Thì có những cái gian truân, thậm chí là để ở trên vết xe để cho người ta mong rằng thứ buôn đi ngang thì sẽ bị chết đi, quăng xuống sông chết đi. Nhưng bởi vì người đó cũng cái nghiệp mệnh rất là quan trọng. Ngay cả câu chuyện mà chúng ta nghe ngày xưa, ngày Huyền Trắng hay ngày Huyền Trang, thử thiếu thời cũng đã từng gặp tai nạn mà không chết. Thì nhiều khi mỗi con người sanh ra có một cái sứ mệnh, và cái sứ mệnh đó theo trong Phật Pháp dạy rằng là có một cái phúc quả. Nhờ một phúc quả thì dù người khác có muốn chiếm đoạt, có muốn hãm hại, có muốn làm cho tan mất đi thì cũng không tan được. Và tùy vào cái phước của mỗi người, và chúng ta sống thì chúng ta phải tin vào cái phước. Nói một cách khác thì bốn điều mà Đức Phật dạy ngày hôm nay đó không đơn giản là những điều mà chúng ta trình bày trên phương diện ngôn ngữ, mà chúng ta phải chiêm nghiệm theo dòng thời gian dựa trên cái kinh nghiệm thực tế của đời sống của mình. Ở trong đó Đức Phật ngài dạy rằng giới đó thì càng già thì càng tốt, tính đó thì càng vững thì càng hay, mà trí tuệ là của báo con người, phước là tài sản không thể chiếm đoạt được, không bị kẻ cướp lấy được. Thì chúng ta nghe thì có thể hiểu bằng ngôn ngữ đó, nhưng mà để hiểu thật sự và đem những điều này vào trong đời sống của mình, tạo thành một cái nhân sinh quan, tạo thành một cái niềm tin vững chãi, là một cái gì kiên định, và từ đó chúng ta sống với những điều này đó, thì thứ vị nó cần một cái sự trưởng thành thực sự trong cuộc sống và một cái sự thâm nhập thực sự đối với Phật Pháp. Đôi khi có những câu Phật ngôn mà mình nghe rất là ngắn gọn, thứ vị rất ngắn gọn thôi, nhưng mà không phải mình nghe giảng một vài giờ đồng hồ mà mình có hiểu trọn vẹn đâu. Chúng tôi nhớ là Hòa Thượng Hộ Giác ngày xưa, Hòa Thượng có nói một điều rằng có những câu Phật ngôn mình hồi nhỏ mình học thuộc như cháo vậy đó, nhưng mà rồi lớn lên bất chợt ở trong một cái cảnh ngộ nào trong cuộc sống và mình nhớ lại mình cảm thấy rất là thấm thía. Rất là thấm thía. Ví dụ như có lần Hòa Thượng nói rằng hồi nhỏ mà cái sức trai trẻ thì mạnh khỏe, mà nghe trong Phật ngôn nói rằng vô bệnh là cái lời tối thượng, nghĩ rằng nghĩ về tối thượng nghĩ nhiều thứ chứ cái vô bệnh đâu có gì đâu. Nhưng mà khi già rồi thì mình thấy cái sức khỏe nó quý như thế nào. Thì trong cái việc mà mình học lời Phật dạy cũng vậy. Đức Phật là một bậc đại giác, những gì mà ngài nói ra không có phải là cái chuyện nói cho có nói hay nói suông, mà điều đó đó là một cái nói do cái nhìn rất là chân thực. Khi mà ngài dạy rằng giới thì càng dài thì càng tốt, mà tính thì càng vững thì càng hay, và trí tuệ đó là cái phước báo của nhân loại, là tài sản, là cái vật quý nhất của nhân loại, và phước báo là cái gì không thể bị chiếm đoạt hay bị trộm cướp được. Thì những câu này là những điều mà chúng ta nên tâm niệm, và chúng ta phải tâm niệm, phải nhìn rất nhiều để chúng ta có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của điểm này. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin lỗi rằng có một vài cái khuôn bài đó, đôi khi trong lúc soạn thì sư tự tri á, sư giúp cho chúng tôi là lấy những cái bản Bali hay là bản dịch sư ráp lời sẵn rồi sư để đó, chúng tôi chỉ xem lại phần hiểu đính, viết lời dẫn nhập và chú thích
về văn về nghĩa thôi. Nhưng mà rồi chúng ta lại không xem cái bài tiếp theo. Bài này nói về bài già, bài kinh sau nói về bài kinh không già. Nhưng mà hai bài kinh dài hay không già thì ý nghĩa giống nhau. Mặc dù già và không già ý nghĩa nó khác nhau. Nhưng mà rồi cả hai bài kinh đều đều có mang nội dung giống nhau. Do vậy cái bài kinh không già sẽ được xem như là thông qua sau khi chúng ta học bài kinh này rồi, bởi vì câu trả lời của Đức Phật cũng giống y hệt như vậy, không có gì khác. Mặc dù câu hỏi có một chút hơi khác. Vì vậy thưa quý Phật tử rằng bài kinh không già sẽ kể như được thông qua để trong bài học kế đến chúng ta sẽ bước qua một cái bài khác. Hôm nay thì trước khi dứt lời đó thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý Phật tử, thông báo Phật tử là chúng tôi trong thời gian qua nhận được rất là nhiều những cái email và cái text message của quý Phật tử hỏi về cái lịch sinh hoạt, ở trong đó đặc biệt là mỗi ngày có thêm bài một phần một vài câu trắc nghiệm, thì chúng tôi sẽ áp dụng điều này vào trong tuần tới. Ở trong tuần tới, tuần này thì chúng tôi hơi bận một chút. Mỗi một ngày như vậy chúng tôi sẽ có khoảng chừng một hai câu trắc nghiệm cho quý vị, và có lẽ một hai câu trắc nghiệm này được thảo luận ở trong vòng khoảng 15 tới 20 phút. Cũng có một vài vị yêu cầu chúng tôi rằng mỗi một cái bài học thì xin có khoảng chừng 20 phút để tóm tắt, thì chúng tôi cũng đang phân vân giữa cái trắc nghiệm và cái tóm tắt phần cuối. Tại vì nếu mà chúng ta trắc nghiệm thì chúng ta phải bỏ đi cái phần tóm lược sau cùng, và cũng nhiều vị muốn có cái phần tóm lược sau cùng mà không có phần trắc nghiệm. Thì chúng tôi thưa rằng về điểm này thì chúng ta biến chuyển đi, chúng ta cứ thử trong một vài hôm xem nó có cái lợi lạc như thế nào. Nếu chúng ta cảm nhận rằng cái phần trắc nghiệm thì nó có lợi lạc hơn thì chúng ta sẽ dùng cái phần trắc nghiệm thế cho phần tóm tắt, còn nếu không thì chúng ta sẽ giữ phần tóm tắt và phần trắc nghiệm thay vì trắc nghiệm. Về những này thì có nhiều ý kiến khác biệt. Bây giờ thì chúng tôi thấy quý vị có nhiều ý kiến khác biệt rồi. chúng ta cứ áp dụng thực tế đi rồi xem kết quả ra sao, rồi chúng ta theo đó mà tiếp tục. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Quốc Phật Pháp Buddha Dharma. Ngày mai này chúng ta có môn Thắng Pháp Abhidhamma, và vị giảng sư là Thượng tọa Từ Siêu. Kính đảnh lễ chư công đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân chư tôn đức tâm mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính tri ân quý ngài Nhật Huỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Mong ca pa pa ngi ya mong